đó. Mai Hậu kêu wow, ai mà mua cái sản phẩm này, làm gì có cái cô nào mà có mua cái hộp mặt nạ 800 nghìn mà cô xài bao giờ đây. Ai mà mua, người nào mà giàu giàu cũng không không có mua cái hộp sản phẩm đến như vậy. Và mình định vị nó như vậy bởi vì mình đang trong cái tầm nó như vậy. Có nghĩa rằng là mình chưa bao giờ xài cái sản phẩm đó nên mình định vị là người ta cũng giống mình. Nên có một câu nói rằng là gì, em phải phải giác ngộ ra sau đó là đừng mang cái tưởng của mình để đặt lên cái tưởng của người khác, bởi vì mình sao chưa chắc họ đã giống như vậy đâu các anh chị. Thật ra thì ở đây thì chúng ta cũng sẽ có những cái cảm nhận lúc lúc ban đầu như vậy, nhưng khi mà đi kinh doanh lâu dài rồi á, và khi mà đi bán hàng, các anh chị biết không, lúc mà dấn thân vào, tại vì hồi đó không có việc gì để làm, nên là bây giờ mình làm thì mình phải tập trung và mình nghiên cứu và mình phát triển ra xem nó như nào. Và cái thứ hai mà họ cũng tò mò là không biết là sản phẩm giá cao thì bán kiểu gì, nên là mình sẽ tập trung mình nghiên cứu xem sao. Và các anh chị biết không, một cái điều rất là bất ngờ là chính là gì, ngày nào Mai Hậu cũng đạt được KPI 6 triệu trên một ngày. Và hồi đó thì Mai Hậu đặt ra mục tiêu là nếu như mà một ngày không đạt được KPI 6 triệu á thì về ăn mì tôm, còn nếu đạt được á thì cho ăn cơm, còn nếu mà dư á thì được thưởng ăn cua hoặc là ăn thịt dê rồi này nọ đó các anh chị. Là hồi đó tự đặt ra một cái nguyên tắc cho bản thân mình là thưởng cho mình cái gì khi mà mình đạt được cái điều mà mình muốn, hoặc là mình chinh phục được cái điều mà mình muốn, hoặc là phạt bản thân mình nếu mà mình không đạt được mục tiêu. Có anh chị nào mình đã từng như thế không? Nếu mà chưa thì thử đi, hiệu nghiệm lắm các anh chị. Thậm chí là có những cái lúc mà Mai Hậu đặt ra là gì, à hôm nay nếu mà không đạt được KPI thì làm chó, kiểu vậy luôn á. Thực sự là gì, mình tự dồn nén bản thân mình, thưởng phạt rất là công minh, nên là gì, cho mình một cái động lực rất là lớn để có thể là ra được những cái doanh số. Và lúc đó thì ngày nào cũng đạt được KPI 6 triệu, mà các anh chị biết là bán mỗi một cái loại mặt nạ là 800 nghìn thôi. Và khi Mai Hậu tư vấn cho khách hàng á thì Mai Hậu ngộ ra một điều rằng là gì, thật ra những cái người ở chúng ta sẽ không đoán được cái túi tiền của họ là như thế nào đâu các anh chị, nhưng mà cái quan trọng ở đây là một cái người bán hàng thì chúng ta phải làm sao đó để cho cái khách hàng họ hiểu được cái giá trị của sản phẩm. Nếu như chúng ta cho họ hiểu được giá trị sản phẩm, cho họ hiểu được cái tầm quan trọng của sản phẩm, cho họ hiểu được cái sản phẩm nó có thể giải quyết được vấn đề gì của họ, thì họ sẽ không màng giá tiền là bao nhiêu đâu các anh chị. Và nếu như chúng ta có thể chắc chắn là cái sản phẩm chúng ta giải quyết được vấn đề của họ thì bao nhiêu họ cũng mua hết các anh chị. Và ở đây cái quan trọng của chúng ta là gì, tập trung vào cái giá trị sản phẩm, cái cốt lõi của sản phẩm, và làm rõ cho khách hàng họ hiểu được cái giá trị sản phẩm chúng ta mang lại cho họ là gì. Ví dụ như cái nồi chiên của chúng ta là 5 triệu 2 đúng không, thế thì tại sao cái nồi chiên 5 triệu 2 nó lại rẻ hơn so với cái nồi chiên 5 triệu, cái nồi chiên 3 triệu. Khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện là nồi chiên 3 triệu với 5 triệu 2 thì các anh chị nghe, các anh chị thấy cái nào đắt hơn ạ? Cái nào đắt hơn? Tất nhiên nếu mà về giá thì cái nồi chiên 5 triệu 2 nó đắt hơn cái nồi chiên 3 triệu. Nhưng tại sao á, cái khi mà chúng ta tư vấn cho khách hàng xong thì họ lại thấy là cái 5 triệu 2 nó rẻ hơn 3 triệu, đó mới là nghệ thuật. Và cái quan trọng là chúng ta phải học sản phẩm để hiểu rõ về cái giá trị sản phẩm mà chúng ta sẽ có thể làm gì cho họ. Bây giờ em có thể phân tích căn bản thôi, cái nồi chiên 3 triệu đó nó chỉ có một chức năng đút ra đút vào, xong rồi không có nhìn được sản phẩm gì ở bên trong cả đúng không, chỉ có nướng thôi, và sau đó thì là gì, nó chỉ có đúng một chế độ. Nhưng mà nếu như cái nồi chiên bên mình thì nó có đến cả ba công dụng cơ. Khi mà em có cái nồi chiên cu chen á thì các anh chị biết không, cái bếp của nhà em nó rất là gọn, nó tinh gọn, chỉ đúng một cái nồi cu chen thôi. Còn trước đó nó rất là nhiều những cái sản phẩm, ví dụ như là gì, lò vi sóng này, là nồi chiên này, rồi là lò nướng nữa, nó ba cái luôn. Thế bây giờ ba cái đó tích hợp lại 3 trong 1 thì nó ra 5 triệu 2. Mình thấy là mình mua ba cái, một cái như vậy hồi xưa Mai Hậu mua 3 triệu đúng không, thế thì 3 nhân 3 là thành 9 rồi. Nếu như mà chỉ là 3 nhân 3 là thành 9 rồi, bây giờ thay vì người ta phải mua ba cái thì người ta mua đúng một cái. Và trong cái nồi chiên của chúng ta còn có cả những cái mà nó có thể chống những cái độc hại khi mà nhiệt độ tăng lên, và nó có cái lớp màng chống độc, rồi nướng nó rất giòn, rồi nó có đến mười mấy chế độ cho chúng ta lựa chọn. Thì khi mà chúng ta nói rõ được những cái ý như vậy thì các anh chị thấy rằng là người ta sẽ thấy cái sản phẩm nào rẻ hơn đúng không? Cái quan trọng ở đây á là chúng ta sẽ làm được gì cho khách hàng và giải quyết đúng cái nhu cầu của họ, và chúng ta sẽ cho họ hiểu được cái giá trị sản phẩm chúng ta mang lại là gì, được không các anh chị? Và ở đây thật ra thì có rất nhiều khách hàng, thậm chí là chúng ta mang một cái quan niệm sai như thế này, người ta đã sử dụng một cái sản phẩm khác rồi
Và người ta đã nghiên cứu rất nhiều sản phẩm khác rồi, cho đến khi người ta gặp mình thì mình lại sợ rằng là à bây giờ mình chia sẻ cho người ta nữa thì người ta sẽ bắt đầu là người ta so sánh rất là nhiều thứ, rồi người ta hoang mang. Cái nhiệm vụ của ta là phải cho người ta hiểu về giá trị sản phẩm của chúng ta, còn quyết định mua hàng hay không là của họ chứ không phải của mình, đúng không ạ? Việc của mình là làm rõ cho họ hình dung thôi. Còn nếu như mà họ không hình dung được á thì cũng là lỗi của mình, bởi vì sao các anh chị, mình chưa truyền đạt được cụ thể. Còn nếu như mà họ hiểu rồi á thì chắc chắn họ sẽ tự định vị rằng à tại sao nên mua của mình mà không phải nên mua của người khác. Bán hàng không phải là nói xấu sản phẩm của người ta để đưa sản phẩm của mình lên, mà bán hàng là gì, là mình phải cho người ta hiểu rõ về giá trị sản phẩm của mình để người ta tự so sánh với những sản phẩm khác, để người ta biết rằng sản phẩm của mình nó giá trị hơn, được không? Nên là ở đây là gì, các anh chị mình đừng có sợ là sản phẩm của mình giá cao. Người ta nói người ta nghiên cứu một sản phẩm 500, bây giờ mình bán một sản phẩm 3 triệu. Thực ra có anh chị nào trong số các anh chị ở đây, mình đã từng dùng rất nhiều những cái loại sản phẩm 500 ngàn, có 1 triệu, có 2 triệu, có 3 triệu, có, nhưng không giải quyết được vấn đề của mình không? Và mình cảm thấy là mình bất an luôn, đến khi mà mình nhận được cái sự tư vấn của người khác, mình tỏ ra mình nghi ngờ, mình cảm thấy mình sợ hãi và mình cảm thấy là mất niềm tin luôn không? Có bao nhiêu anh chị như vậy, mình comment em số 5 đúng không ạ? Mình comment số 5. Em cũng là người như vậy mà. Bởi vì em cũng là một cái người bán hàng và em cũng là một người mua hàng. Nên là gì? Chúng ta cũng có những cái cung bậc cảm xúc giống nhau à, chúng ta cũng như vậy à. Và em cũng mất niềm tin với nhiều á. Em mua một cái đầm ở cái shop đó, và đến bây giờ các anh chị biết không, tâm lý của em rất sợ mua đồ ở ở Hà Nội. Nói thật với các anh chị là mua quần áo ở ngoài Hà Nội. Tại vì em bị lừa rất là nhiều lần rồi. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị bị lừa? Em bị lừa không phải nhỏ đâu các anh chị, em bị lừa là 5 triệu, 7 triệu, nhiều triệu chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà tại vì mình kinh doanh, mình bán hàng nên là mình vẫn có một cái niềm tin nào đó với những cái shop. Và sau đó mình mua hàng thì mình phải thông minh hơn để mình chọn lựa những cái shop đồ mà nó hỗ trợ cho mình tốt, và mình nghiên cứu thật kỹ về những cái nguồn gốc xuất xứ. Đến bây giờ tâm lý của em là nếu như em đi mua hàng mà không được kiểm tra hàng là em không mua luôn. Và người ta bán hàng cho em mà em không được kiểm tra là em không có mua luôn các anh chị. Nên là gì, ở đây bản thân mình cũng là người mua, mình cũng sẽ có những cái cảm giác như vậy. Nhưng mà mình đã dùng rất nhiều sản phẩm 500 nghìn, 3 triệu, 4 triệu, nhưng mà mình không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà nếu như mình có một cái sản phẩm cũng 3 triệu nhưng mà giải quyết được vấn đề cho họ, và bên công ty còn cam kết cho khách hàng được đổi trả sản phẩm, đúng không ạ? Nếu mà kích ứng hay gì gì này kia kia nọ, rồi có giấy chứng nhận, có cam kết chất lượng sản phẩm, thì thực sự là bên mình có một cái sự phục vụ rất là chu đáo và có một cái sự rất là yên tâm hơn, và chính chúng ta là cái người đảm bảo cho khách hàng của chúng ta. Thế thì tại vì sao chúng ta không mang những cái điểm mạnh của chúng ta ra để trao cho họ cái niềm tin, trao cho họ cái giá trị, và chúng ta làm sáng cho họ hiểu. Và thật ra ở đây á, người ta nói là có bệnh thì vái tứ phương, đúng không các anh chị? Cái người bị nám thì người ta muốn là giải quyết vấn đề nám, cái người bị mụn thì người ta muốn giải quyết vấn đề mụn, và cái người bị bệnh thì người ta muốn giải quyết vấn đề bệnh của người ta điều trị về cái thuốc này không hết, thuốc bắc không hết, thuốc nam không hết, thuốc này kia kia nọ không hết. Thì bây giờ nếu như mà chúng ta có thể có một cái sản phẩm giải quyết được vấn đề của họ, thì các anh chị có thực sự là mình có nên là mạnh dạn chia sẻ hay không, hay là mình để ở trong lòng, mình giữ một mình đúng không ạ? Thì nếu mà mình giữ một mình á, thì có một cái câu nói của chị Vân mà rất là hay, đó chính là gì, cái cửa hàng ở cái miệng của mình. Nếu như mà mình không mở miệng ra thì mình không mở được cái cửa hàng của mình ra để mà mình bán. Nên là ở đây cái việc của mình là gì, mình chia sẻ thôi, còn giá cao hay giá thấp á không quan trọng đâu các anh chị. Khách hàng họ sẽ quan trọng về cái việc là mình giải quyết được vấn đề gì cho họ. Thậm chí là người ta nghèo lắm, nhưng mà nếu như mà người ta giải quyết được vấn đề, mình giải quyết được vấn đề của người ta, thì người ta có thể vay mượn để mà mua, hoặc là thậm chí là có người họ còn bán đất đi để mà họ điều chỉnh cái vấn đề của họ. Thậm chí là gì, thậm chí có những người tội lắm, họ nói với Mai Hậu như thế này này: em ơi, bây giờ chị chưa có tiền, nhưng mà để mà chị dồn dồn tiền tháng sau chị mua được không? Tháng sau chị mua, tháng sau chị mua, và chị dồn 2 3 tháng vậy đó, rồi chị mới mua được một đơn hàng của em. Không sao cả, việc của mình là chăm sóc cho họ, trao cho họ giá trị và hỗ trợ họ hết mình, và trao cho họ cái niềm tin, thì trước sau gì họ cũng sẽ là khách hàng của các anh chị thôi, đúng không ạ? Được không các anh chị? Và các anh chị hình dung được cái chỗ mà Mai Hậu muốn truyền đạt chưa? Có nghĩa là thật ra thì mình bán hàng á,
thì nói chung là cũng phải có lợi nhuận. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta sẽ làm sau đó để chúng ta tập trung vào cái mà chúng ta có thể giải quyết cho khách hàng và hỗ trợ cho họ được những cái điều mà họ mong muốn. Đó là cái điều thực sự rất là quan trọng. Và nhớ là bán hàng là giúp đỡ cho khách hàng giải quyết được vấn đề của họ, là cái điều mà thực sự là ai cũng mong muốn. Và bản thân Mai Hậu cũng vậy thôi, khi mà bán hàng đều rất là mong muốn giải quyết được vấn đề của khách hàng. Được không các anh chị? Và chúng ta cũng sẽ không thể xem bói được. Nhiều người khi mà chúng ta nhìn, thật ra bây giờ xã hội khác hoàn toàn. Các anh chị thấy một cái người đi một chiếc xe Mercedes hay là một chiếc Rolls Royce, nhưng mà trong túi người ta không có đồng nào hết hoặc là người ta đang nợ cả chục tỷ, đúng không ạ? Nhưng mà có một người họ đi Dream thôi, nhưng mà đợt vừa rồi á, là công an lầm tưởng là sợ người ta mang hàng cấm, nhưng không phải. Mở cái bịch trong một cái thùng rất là xấu, các anh chị mở ra thì thấy là khoảng tầm 460 triệu. Chú đó nói là trong này không có gì hết, trong này chỉ có 460 triệu thôi cháu ơi thực sự là các anh chị tin được không? Trong khi là chú đó lái một chiếc xe Dream, chúng ta sẽ không biết là ai có tiền hoặc là không có tiền đâu. Việc của chúng ta là cho họ hiểu được giá trị sản phẩm thôi, còn túi tiền của họ làm sao mình xem bói được. Mình nhiều khi tiền trong túi mình bao nhiêu mình còn không nhớ, đúng không các anh chị? Có anh chị nào bây giờ mình nhớ là trong túi mình có bao nhiêu tiền không? Nhớ không? Đó, bây giờ Mai Hậu không nhớ trong túi Mai Hậu có bao nhiêu tiền đâu các anh chị. Tại vì xài là không nhớ đâu các anh chị, chỉ có để trong box rút ra rồi không có đếm. Mình cứ xài, mình cứ trả chỗ này chỗ kia làm sao mà mình nhớ được. Nên mình đừng có đặt cái tưởng của mình vào cái tưởng của người khác. Mình đừng có xem bói là cái người này không có tiền hoặc là có tiền. Và thực sự là chúng ta hãy nhìn xem, có những cái đơn hàng chúng ta đã rất là kỳ vọng. Có những cái người mà chúng ta kỳ vọng đến nỗi mà chị này tư vấn chắc chắn là chị sẽ mua hàng của mình rồi, trời ơi vui ghê. Nhưng cuối cùng chờ mãi không thấy chốt đơn nhưng mà khi mà mình tư vấn cho một cái chị kia, chị mình cứ nghĩ là chị kia không mua hàng của mình, nhìn cùi cùi thế mà mua hàng làm sao được. Nhưng cuối cùng chị đó lại là cái người mua hàng đơn to nhất. Các anh chị tin được không? Và bao nhiêu người đã trải qua cái cảm xúc đó rồi thì comment cho em số 6 đi ạ. Em cũng là người bán hàng và cũng đã trải qua những cái cung bậc cảm xúc đó. Nên mình không thể đánh giá được ai qua cái vẻ bề ngoài và mình cũng không xem bói được đâu. Và tốt hơn hết mình đừng đi xem bói. Cái quan trọng là chúng ta sẽ tập trung vào cái giá trị mà chúng ta mang cho họ. Nha các anh chị nhé. Chúng ta tập trung vào giá trị mà chúng ta mang cho họ. Và chúng ta đừng có để ý giá cao hay giá thấp ở đây. Bao nhiêu cũng được. Còn nếu như chúng ta tư vấn một cái sản phẩm giá cao mà họ họ chưa có tiền để mua, thì chúng ta có quyền downsell xuống những cái sản phẩm giá rẻ hơn mà. Ví dụ như cũng có một cái sản phẩm trong DC, nếu trong Dropy, nếu các anh chị không bán được combo Billy đúng không, thì các anh chị có thể bán cái sản phẩm sâm hòa tan. Các anh chị có thể bán xuống một cái hộp ví dụ như là vitamin C cherry 299. Ủa, chúng ta có kiến thức, chúng ta chỉ cần chia sẻ cho họ hiểu được giá trị sản phẩm thôi. Còn lại họ mua hay không mua là quyền của họ. Còn nếu như họ cảm thấy giá quá cao, chúng ta có quyền downsell xuống mà. À đúng không ạ? Nên ở đây á, thì chúng ta cứ chia sẻ đi. Còn chúng ta không đoán được đâu. Ok, rồi sợ không ai mua. Cái này là hài nhất nè. Sợ không ai mua, xong rồi không chia sẻ luôn. Sợ không ai mua xong rồi cái là không nói với ai lời nào luôn. Thật ra thì Mai Hậu rất là ấn tượng cái buổi huấn luyện của chị Vân ở Gia Lai á. Và cái câu mà chị nói là gì? Các anh chị ơi, cái cửa hàng online của các anh chị ở đâu? Cái cửa hàng online của các anh chị ở đâu? Thì á, là chị ấy bảo là cái cửa hàng online của các anh chị ở trong cái mồm của các anh chị á. Ở trong cái mồm của các anh chị á. Và chị ấy nói là gì? Bây giờ chúng ta đi bán hàng, chúng ta đi kinh doanh mà chúng ta không mở mồm ra là chúng ta không mở cửa hàng ra để mà chúng ta bán. Thế thì bây giờ ngay cả cái việc mà mở cửa hàng chúng ta còn không mở được thì ai mua của các anh chị? Ai mua đây? Mình cứ đi bán hàng và mình rất mong người ta mua hàng của mình, nhưng cái cửa hàng của mình á thì lại đóng chặt lại. Thế thì cửa hàng đâu mà người ta tìm hiểu? Sản phẩm đâu mà người ta hiểu, rồi là gì, công dụng thành phần ở đâu mà người ta hiểu để người ta mua hàng của các anh chị, đúng không? Nên là việc đầu tiên là chúng ta cần phải là gì, là chia sẻ. Chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải giới thiệu, chúng ta phải mở cửa hàng ra. Và bây giờ bán hàng online là chính là mở mồm tất nhiên là gì,
Tất nhiên là cái việc mở mồm ta trong những lần đầu tiên đó, nó sẽ có những cái sự e ngại, nó sẽ có những cái sự lo lắng, nó sẽ có những cái điều mà chúng ta chưa nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được đâu, bởi vì chúng ta mới làm lần đầu. Nhưng lần đầu sẽ là những cái lần rất là bỡ ngỡ các anh chị. À, ngày xưa lúc mà Mai Hậu yêu không dám nắm tay, nhưng đến khi nắm tay rồi thì cha mẹ ngăn cản không nổi nữa các anh chị. Là bỏ cha bỏ mẹ vô Sài Gòn luôn, là đi theo tiếng gọi của con tim luôn. Đó cũng là cái cơ duyên mà Mai Hậu đến với Robby đó các anh chị, và nghĩ cái giáo viên mầm non này cũng chính vì là khi mà mình đã yêu rồi là mình yêu hết mình kiểu như vậy. Và cái việc mà mình kinh doanh nó cũng giống như vậy đó các anh chị. Mình cần phải làm, mình cần phải hành động. Có những cái lúc mà mình sẽ rất là bỡ ngỡ, và chắc chắn rồi, lần nào khi mà mình mới bắt đầu nó cũng sẽ bỡ ngỡ hết. Cái việc mà chúng ta đi bán hàng giống như là đi học đại học vậy đó. Em phải mất 3 năm để em học giáo viên mầm non. Có những người họ phải mất 6-7 năm để họ học bác sĩ, kỹ sư, xây dựng, đúng không các anh chị? Nên là khi mà trong trong quá trình mà họ họ học thì phải có năm nhất, năm hai, năm ba mới ra trường. Bây giờ chúng ta đi kinh doanh cũng vậy, chúng ta đi bán hàng cũng vậy. Chúng ta phải cần một cái khoảng thời gian để chứng minh là chúng ta có đủ cái năng lực. Chúng ta phải cho chúng ta một cái khoảng thời gian để chúng ta phát triển, và cũng cũng cho chúng ta đủ một cái khoảng thời gian để chứng minh cho khách hàng họ tin tưởng mình. Nên là ở đây là gì? Tại sao chúng ta lại lại phải phải sợ là không ai mua, trong khi chúng ta không không làm, không hành động, không chia sẻ? Chúng ta phải chia sẻ đi, và kinh doanh thì nó sẽ có tỷ lệ. Ví dụ như trong tất cả các ngành hàng, ngành nào cũng sẽ có tỷ lệ thôi các anh chị. Trong bán hàng thì chúng ta chia sẻ cho 100 người, chúng ta chỉ cần tỷ lệ 10% thôi là 10 người. À, mình chỉ cần chia sẻ cho 100 người và mình chốt 10 đơn. Ví dụ như các anh chị chia sẻ cho 100 người về cái sản phẩm Vili đúng không? Các anh chị chốt 10 đơn thì các anh chị có 10 combo, thu nhập của các anh chị hơn chục triệu. Một tháng mình chỉ cần thế thôi. Hay là mình chia sẻ cho 100 người về cái sản phẩm là gì? À, cái sản phẩm nồi chiên. À, đúng không? Các anh chị chốt 10 đơn, thu nhập của các anh chị cũng hơn chục triệu rồi. À, đó. Thế thì bây giờ nếu như mà mình không chia sẻ, mình không không có gia tăng cái tỷ lệ chia sẻ của mình ra, thì làm sao mà mình có thể có những cái nguồn thu nhập, làm sao mình có thể có những cái đơn hàng? Và ở đây không tự nhiên mà có được. À, cái gì cũng sẽ cần phải có hành trình, nó sẽ cần phải có những cái quá trình, và em cũng sẽ có những cái ngày bỡ ngỡ, có những cái ngày mà em đứng trước đám đông em không dám đứng, có những cái ngày mà khi mà chia sẻ với các anh chị như thế này không dám chia sẻ, run các anh chị, tim thì đập thình thình, tay thì phải nắm chặt bàn cơ, xong rồi não thì chẳng nghĩ ra được chữ gì, tai thì cứ lùng bùng, mắt thì lăm le, nhìn trước nhìn sau vậy các anh chị, nhìn tài liệu lúc nào cũng phải chuẩn bị. Thế phải có những cái ngày mà chúng ta bỡ ngỡ thì chúng ta mới trở nên dạn dĩ được chứ, chúng ta phải làm nhiều thì chúng ta mới có nhiều kinh nghiệm được chứ. Nên là ở đây á, là nếu như ai chưa làm nhiều thì phải xem lại mình đã làm thật nhiều chưa. Là nếu như mà mình chưa làm nhiều thì hãy làm nhiều đi các anh chị, tại vì chúng ta còn cơ hội. Còn nếu như mà chúng ta không làm nhiều thì cái đấy là thuộc về quyền của các anh chị rồi, em không biết làm sao để các anh chị làm nhiều được hết. Nên là gì, ở bên trong mình phải có một cái động lực, mình phải cho mình một cái động lực nó đủ lớn để mình xây dựng cho bản thân mình. Tại vì bây giờ thật ra thì em chia sẻ các anh chị được thôi, nhưng mà hàng tháng ai là người trả tiền điện tiền nước cho nhà các anh chị? Các anh chị chứ ai, em có trả thay được đâu. Bây giờ em chỉ có hướng dẫn cho các anh chị được thôi, chứ còn làm hay không làm là phải là các anh chị, trả tiền điện tiền nước cũng là các anh chị. Và hay là có những cái người mà họ thậm chí là sợ không ai mua, sợ người ta từ chối mình á, là sao? Là khi mà người ta từ chối á, thì các anh chị phải đối diện với cái sự từ chối đó, mình phải chấp nhận đi các anh chị. Mình bán hàng là mình phải học cách chấp nhận người ta từ chối mình, chấp nhận người ta đồng ý mua hàng của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ cùng phải trải qua rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn khác nhau, thậm chí là người ta còn chửi mình. Nhiều khi mình không biết tại sao người ta chửi mình, tại vì người ta thích người ta chửi thôi, nhưng mà mình vẫn phải lắng nghe, bởi vì mình là người bán hàng và mình là cái người mà sẽ đối diện với rất nhiều khách hàng, và mình sẽ nói chuyện với rất nhiều khách hàng, và chúng ta sẽ đối diện với nhiều tính cách khác nhau. Chúng ta không biết là ai 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 được, không phải ai cũng giống như mình được. Nên là ở đây là chúng ta phải chấp nhận với một cái tỷ lệ, có những cái khách hàng dễ tính, khó tính, có những cái khách hàng người ta mua hàng hoặc không, và chắc chắn luôn là các anh chị sẽ không thể nào chốt hết những cái khách hàng mà các anh chị chia sẻ đâu. Bây giờ có ai đó chốt hết 100% những cái khách hàng mà các anh chị chia sẻ thì các anh chị giới thiệu cho em với để em theo em học,
chứ còn là em cũng bó tay, tại vì em thì có thể là chấp nhận với tỷ tỷ lệ á, đâu đó nếu như mà em tỷ cái kỹ năng sale của em nó lớn giống như ngày xưa thì có thể đạt được 30%, có nghĩa là cứ chia sẻ trong 10 người thì chốt được khoảng tầm 3 người là mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc rồi, mình không cần gì cả. À đó, nên là ở đây thì là gì, mình phải chấp nhận với cái việc là chúng ta sẽ đối diện với nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Và cái nghề sale em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì nó dạy cho em rất là nhiều điều. Nó dạy cho em cái việc là em phải trải qua rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc. Và cái việc của em á là đối diện với những cái cung bậc cảm xúc đó để trải qua nó. À, để có thể là gì? À, để có thể bình thản bước qua thôi. À, và chính những cái khó khăn, những cái sự đánh giá của người khác, những cái sự từ chối của người khác là những cái bài học rất là giá trị trong cái cuộc đời sale của em, và từ đó em phát triển hơn, em tốt hơn và em có nhiều kết quả hơn. Còn bây giờ nếu như chúng ta cứ đối diện với cái nỗi sợ không ai mua, chúng ta sợ cái sự từ chối họ đến với mình và chúng ta nghĩ rằng chúng ta không làm được, thì có nghĩa rằng là chúng ta sẽ không làm được. À, chúng ta sẽ không làm được. Và cái việc chúng ta là phải bình thản bước qua tất cả mọi thứ rồi các anh chị. À, được không ạ? À, được không ạ? Bây giờ từ nay về sau nếu mà ai có từ chối các anh chị thì các anh chị hãy note lại những cái sự từ chối của họ. Chồng chị không cho mua. À, ba chị không cho mua. Chị có sản phẩm ở nhà rồi, đúng không ạ? Giá cao quá. À, chị sợ không có chất lượng hay này kia kia nọ. Các anh chị hãy viết ra hết đi và hãy giải quyết nó. Giống như ngày xưa khi mà Mai Hậu mới bắt đầu á, thì cái lúc đó là gì, Mai Hậu được phát cho khoảng tầm 200 số điện thoại và yêu cầu là phải chốt được một đơn hàng. Nếu như mà có một đơn hàng thì Mai Hậu mới 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 được làm cái công việc. Thì lúc đó là mình đi làm thuê mà mình phải phải làm sao để mà mình có được cái thu nhập chứ các anh chị, mình phải làm sao để mình có một công việc chứ. Bây giờ nếu không có công việc đó thì cả cha cả mẹ vô Sài Gòn rồi, bây giờ không có đường lui nữa là phải làm thôi. Và cái cuộc gọi đầu tiên, Mai Hậu không hiểu lý do tại sao người ta chửi mình. À, người ta chửi mà người ta dùng những cái lời lẽ mà các anh chị biết là máu của Mai Hậu là máu AB, uống rượu bia là chỉ có đỏ, chỉ có tái đi thôi chứ không bao giờ đỏ được các anh chị, và không bao giờ biết đỏ mặt là gì các anh chị, chỉ có tái đi thôi. Nhưng mà người ta chửi đến độ mà Mai Hậu đỏ hết cả mặt lên luôn và chưa bao giờ mình bị chửi như vậy các anh chị, các anh chị tin được không? Và cái lúc đó là Mai Hậu rất là mong manh dễ vỡ, giống như các anh chị mới bắt đầu bây giờ, có nghĩa là mình mới bắt đầu vào nghề tự nhiên mình cảm thấy có nhiều những cái cú sốc đến với mình quá, mình cảm thấy bỡ ngỡ quá. Và cái cú sốc đầu tiên là Mai Hậu bị chửi, không biết vì sao Mai Hậu bị chửi luôn, cho đến khi cái sau khi đó thì Mai Hậu khóc quá trời. Thì cái chị mà cái chị mà gọi là trưởng phòng sale ở đó, chị mới hỏi Mai Hậu là tại sao em khóc, thì Mai Hậu mới nói là khách hàng chửi em nên em khóc quá trời luôn. Rồi xong rồi thế là chị nói là chuyện bình thường mà tại sao em phải khóc, xong rồi chị bỏ đi. Thì lúc đó là tâm lý của một cái người đang rất là mong manh, tại sao chị ấy không dỗ dành mình tại sao chị ấy không không an ủi mình mà chị ấy lại nói cho một một cái câu mà giống như là bình thường lắm vậy. Thế thì sau khi mà ngồi xuống là tính bỏ cuộc rồi, nhưng mà nghĩ rằng là bây giờ mình phải hành động để mình bước qua và mình phải vượt qua tất cả mọi thứ. Và sau khi cái cuộc gọi đó thì mình lên mình tiếp tục gọi tiếp, và mình gọi tiếp, mình gọi tiếp, và ai mà chửi mình á thì mình rủ đồng đội mình nghe chung cho vui các anh chị. À, đó hồi đó thì đang còn trẻ trâu nên là mình rủ đồng đội mình nghe chung. À, sau khi đó thì là ai mà chửi mình thì thôi mình cúp máy cho nhanh, à, để mình đỡ tốn tiền điện thoại. Và thế là đến cuộc gọi số 41 thì Mai Hậu chốt được đơn hàng đầu tiên, mà chị đó hỏi là em ơi giá sản phẩm bao nhiêu, thì mình bảo là 800.000. Thế chị nói là thế thì em gửi cho chị một cái hộp sản phẩm đấy đi và chị mua, tại vì chị đã nghe bạn khác tư vấn rồi. Nên là gì, thật ra mỗi cái sự từ chối của các anh chị là một cơ hội, được không ạ? À, mỗi cái sự mà bị từ chối là một cơ hội, giống như cái việc mà các anh chị phải đối diện với nhiều sự từ chối để các anh chị có được một cái cơ hội chốt đơn. Có những cái người họ đang đợi các anh chị để được mua hàng của các anh chị nhưng các anh chị lại không chia sẻ. À, thì các anh chị lại bị cái tinh thần của cái sự từ chối, của những cái sự từ chối trước á, nó lấn át đi cái việc mà các anh chị phải chia sẻ cho những người kế tiếp. Nên là gì, nên là rồi á, các anh chị từ bỏ đi cái quyền gọi là được chốt đơn của mình, thì như vậy rất là phí phạm bởi vì các anh chị đã phải đối diện với rất nhiều những cái sự từ chối. Và sau khi đó thì em viết ra những cái sự từ chối để em xử lý.
À, rồi em dần dần em biết được cái sự xử lý từ chối của những cái từ chối nó như thế nào. Ví dụ như chồng không cho mua thì sao, mình nên nói gì, mình nên nói về mặt tâm lý như thế nào và giải quyết nó. Thì như vậy các anh chị mới càng ngày càng trưởng thành lên và phát triển lên trong cái lĩnh vực này được. Và chúng ta sẽ chấp nhận nha các anh chị. Giống như một cái bộ bài thì nó có 52 lá và chắc chắn có bốn con xì, đúng không? Có bốn con xì. Và việc của chúng ta là gì? Chúng ta chỉ việc lật hết 52 lá bài thì chắc chắn chúng ta sẽ có bốn con. Việc của chúng ta là cứ lật lá bài lên thôi. Còn á, có thể cái lá bài đầu tiên chúng ta cũng thấy là cái con ba thúi đúng không, cái con ba bít đúng không, mà chúng ta buồn không, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta có bốn lá mà nó nằm trong 52 lá đó, rất là may mắn, đó chính là bốn bốn con sì. Việc của chúng ta là cứ lật hết 52 lá chúng ta sẽ ra bốn con. Nên là ở đây cái việc bán hàng cũng vậy, chúng ta chấp nhận với một cái tỷ lệ và đâu đó khoảng tầm 10% nha các anh chị nhé. Được không ạ? 10%. Ok. Và đây thì chúng ta đừng có sợ là không ai mua khi mà chúng ta chưa mở miệng ra để chia sẻ cho người khác, mà chúng ta đã sợ rồi thì chính chúng ta đang giết cái hoạt động kinh doanh của mình. Chính mình đang tự hại mình chứ không ai hại mình hết. Là việc của mình là phải đối diện với cái điều này. Sợ vợ chồng ngăn cản. Ok. Ở đây thì cũng hỏi luôn là bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây mình đang tham gia vào rugby và mình đang lén lút đi học. Mình comment số 5 được không? Mình đang lén lút đi học hoặc là mình đang gọi là rất là căng thẳng, rất là gay cấn với vợ chồng của mình, với gia đình của mình thì comment lên đây nào. Comment lên đây. Được không ạ? Ok, Mai Hậu xử lý rất là nhiều ca trong số tất cả các anh chị ở đây, và đặc biệt là có những anh chị bây giờ là lên được đại lý 3 sao, 4 sao rồi đó các anh chị. Và có một cái khoảng thời gian là thậm chí là đòi ly hôn với ông xã của mình. Sợ chưa? Rồi là gì? Ông xã thì nhìn trước nhìn sau đi đâu cũng hậm hực. Đó, nói chung là có rất nhiều và có rất nhiều những cái sự xem pha ở đây. Thật ra ở đây thì em cũng muốn các anh chị hình dung rằng chúng ta phải rõ ràng mọi thứ thì mới dễ dàng được. Nếu như mà chúng ta không rõ ràng thì chắc chắn là mọi thứ không dễ dàng. Ví dụ như bây giờ chúng ta phải đối diện với một cái sự thật rằng là gì, có những cái người xung quanh chúng ta ngăn cản chúng ta làm cái công việc này. Thì đầu tiên á, em cũng mong muốn là các anh chị hãy ngồi xuống để trao đổi rõ ràng với cái người thân của mình. Bởi vì bây giờ thật ra thì em nói thật với các anh chị là bản thân em là cũng là một cái người mà trước đây á, bị cả gia đình ngăn cản làm lobby chứ không phải là các anh chị đâu. Và lúc đấy em phải đối diện với một cái cảm giác là cãi cha cãi mẹ vào Sài Gòn để mà lập nghiệp, để mà sinh sống, và gia đình rất là thương mình, gia đình rất là yêu mình nên không muốn mình đi làm xa, muốn ở gần thôi để mà bảo vệ mình, để mà được chăm sóc mình, để gần gũi mình, để được thương yêu mình. Tại vì Mai Hậu là con út, mọi người xem giống như là con chim ở trong lồng mà được nâng niu chăm sóc vậy đó các anh chị, kiểu vậy, giống như công chúa ở trong gia đình vậy. Nên là nếu mà đi ra ngoài thì mọi người rất là lo. Mẹ của Mai Hậu còn sợ là Mai Hậu vào Sài Gòn bị lừa, bị bán sang Trung Quốc này kia các kiểu nữa các anh chị. Sợ không? Nên là gì? Thực ra thì những cái lời khuyên của những cái người xung quanh mình á là nhằm mục đích là họ muốn tốt cho mình thôi. Mình phải trân trọng điều đó các anh chị. Mình phải cảm ơn họ vì họ cho mình những cái lời khuyên. Nhưng mà thật ra thì chúng ta không nên cãi lại làm gì. Đối với em thì chúng ta không nên tranh cãi về cái việc đó. Ví dụ như ai cho em lời khuyên nào đó thì em sẽ cảm ơn. Ví dụ như chồng em cho em một cái lời khuyên nào đó, ví dụ như là em ơi em không nên làm cái công việc này bởi vì anh thấy nó đa cấp lắm, thì em sẽ bảo rằng là em cảm ơn anh cho em cái lời khuyên như vậy và em thực sự rất là trân quý cái lời khuyên của anh, bởi vì em đang còn biết là anh đang còn quan tâm em. Được không ạ? Anh đang còn quan tâm em và em biết là anh muốn tốt cho em, đúng không ạ? Nên là gì, nên là em cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó. Hoặc là bố mẹ em có những cái lời khuyên thì em vẫn nói là con cảm ơn bố mẹ em, mà cảm ơn anh chị đã quan tâm em rất là hạnh phúc vì mọi người quan tâm đến em như vậy và em rất là vui. Nhưng mà thật ra thì em cũng đã trưởng thành và em muốn tìm hiểu cho mình một cái cơ hội, một cái giá trị để xem thử là mình đối diện với nó như thế nào và em sẽ không hối hận vì những gì mà em đã làm. Được không ạ? Rồi, và ở đây thì em biết là khi mà em tìm đến cái cơ hội này và em nhận được cái cơ hội này á, thì em biết sẽ có những cái lời khuyên dành cho em và em rất là trân trọng. Nhưng mà khi mà em tìm hiểu rồi á, thì em cảm thấy rất là hay và rất là giá trị. Nếu được thì em cũng mong là
anh chị có thể tìm hiểu để mà cho em những cái lời khuyên là chính xác nhất. Còn bây giờ khi mà mình chưa chưa có hình dung cụ thể thì em cũng không biết là nó như thế nào. Và ví dụ như là có chương trình OBB mời vào mà xem luôn đi các anh chị. Chương trình BBB á, mời người thân, người nhà, ai mà có lời khuyên á thì mời vào xem cái nội dung này, xem á, là cái chương trình này anh hình dung được không. Tại vì em cũng tìm hiểu, em thấy nó rất là hay, nhưng mà anh có những cái lời khuyên rất là giá trị, nên là em muốn anh vào xem cùng em, xem thử nó như thế nào, được không? Được, chúng ta chỉ cần nói ra với nhau thôi, và chúng ta rất là rõ ràng, và chúng ta rất là trân trọng cái lời khuyên của họ, đúng không các anh chị? Không có nghĩa là chúng ta sẽ quay sang chúng ta nói rằng tôi làm gì thì tôi làm, đó là quyền của tôi, anh không có quyền để mà khuyên tôi, thì như vậy á thực sự là cái mối quan hệ là nó sẽ tan vỡ. Nhưng mà hãy trân trọng vì những gì người ta khuyên mình, bởi vì người ta muốn tốt cho mình. Đã, cái hàm ý ở đây họ cũng muốn tốt cho mình nên họ khuyên thôi. Và việc của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ có thể khiến cho họ hiểu được cái giá trị ở đây là được. Đúng không ạ? Nên là gì? Có những cái người mà đang bị có những cái lời khuyên, thì tốt hơn hết là chúng ta hãy cho họ hiểu được cái giá trị ở đây đi. Và khi họ hiểu, em tin là họ sẽ ủng hộ các anh chị. Và rất nhiều người, thậm chí là có ông xã của một cái chị đại lý 3 sao, lúc mà đến với cái cơ hội này á, lúc mà chị vợ đến với cái cơ hội này là ghét Mai Hậu luôn á, là nói là Mai Hậu dụ dỗ vợ tôi, trả vợ cho tôi các kiểu. Nhưng sau khi mà chị ấy lên được 3 sao rồi, chị ấy rủ chồng đi du lịch, thì chồng chị ấy mới nói rằng anh xin lỗi vì đã có thời gian hiểu lầm em. Và bây giờ thì anh đã hiểu ra được cái giá trị ở đây rồi, và thực sự rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Nên là gì, người ta sẽ không thể nào có những cái nhận định nếu như người ta không hiểu được cái giá trị, và người ta sẽ không thể nào có những cái quyết định thay chúng ta được khi mà họ chưa hiểu. Và tốt hơn hết là chúng ta không nên cho ai lời khuyên nếu chúng ta không hiểu được cái nội dung đó là gì. Và thực ra thì ai cũng muốn tốt cho mình nên có lời khuyên thôi. Và cái điều đầu tiên là hãy cho họ hiểu được cái giá trị ở đây. Hãy nói chuyện và hãy ngồi nghiêm túc với nhau. Thậm chí nếu như mà còn căng thẳng nữa thì hãy là gì? Anh cho em một cái khoảng thời gian bao nhiêu đây? Em sẽ cố chứng minh năng lực của mình. Và nếu như em có sai thì em sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi có một cái người đã có thể là cho em lời khuyên rất là hay như thế. Nhưng mà nếu em làm đúng thì em cũng mong là anh sẽ có cái nhìn nhận lại, và chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng. Được không các anh chị? Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta nói rõ ràng như vậy, chúng ta không cần phải lén lút, bởi vì nhiều khi á, các anh chị càng lén lút càng mờ ám thì người ta lại càng cảm thấy khó chịu. Và thực ra thì đặc biệt là ví dụ như em mà thấy chồng em làm gì lén lút thì em cũng khó chịu rồi. Đúng không ạ? Hoặc là các anh chị thấy vợ chồng của các anh chị làm gì lén lút là cũng khó chịu rồi. Nên là gì? Mình hãy làm sao đó để rõ ràng, và trong gia đình của chúng ta thì mọi thứ nó cần phải được rõ ràng các anh chị. Hãy cho những cái người thân của chúng ta hiểu. Và có một điều như thế này em cũng cảm thấy rất là phải phải rút ra kinh nghiệm. Năm ngoái là cái thời điểm mà Covid rất là lúc mà Sài Gòn lên cái đợt dịch rất là lớn đó, thì em quyết định về quê ở các anh chị, và về ở với mẹ của mình. Thì khi về là có đặt hàng, mua hàng online, xong rồi cái chị hàng xóm mới chạy qua giao hàng cho mẹ em. Thì lúc đó là gì, cái mẹ em mới chạy ra nói với chị hàng xóm đó: "Điệp ơi Điệp, mi làm kinh doanh online với con bé Hậu đi, hắn làm đa cấp giỏi lắm." Hắn làm đa cấp giỏi lắm. Các anh chị biết không, Mai Hậu ở trong nhà nghe xong hết hồn. Mai Hậu chạy ra, Mai Hậu nói: "Ủa mẹ ơi mẹ, con không có làm đa cấp." "Mẹ ơi mẹ, con không có làm đa cấp." Xong rồi mình phải nói với mẹ là: "Mẹ ơi, đa cấp thì nó là như thế này, còn công việc của con á là con làm online, và đây là một cái siêu thị online, một cái trang thương mại điện tử online, và bây giờ có rất nhiều người có cái nhìn ác cảm về cái công việc về đa cấp, thì con không có nói xấu về đa cấp, nhưng mà con thấy rằng là mẹ đang hiểu sai về công việc của con." Thế thì Mai Hậu phải ngồi, Mai Hậu phân tích cho mẹ Mai Hậu hiểu là Mai Hậu đang làm gì. Và thực ra thì và Mai Hậu hỏi mẹ, Mai Hậu là: "Mẹ ơi mẹ có đi PR con như thế nhiều chưa?" Thì chắc chắn một điều là mẹ Mai Hậu rất là tự hào về mình nên là đã đi PR rất nhiều. Và đó là lý do tại sao mà Mai Hậu, những cái người thân người quen của Mai Hậu á, là hồi đó là Mai Hậu không không có tập trung tuyển dụng hay là chia sẻ cái cơ hội cho các anh chị. Bởi vì sao? Mẹ Mai Hậu nói Mai Hậu làm đa cấp,
Thế nên là gì, ở đây thì mình hình dung rằng là gì, mình hình dung rằng là những cái người thân quen ở trong gia đình của mình còn không hiểu về công việc của mình nữa, thì bây giờ lấy đâu ra những cái người khác họ hiểu, đúng không? Nên là sau khi đó thì Mai Hổ mới nghĩ rằng là bây giờ mình phải cho cả gia đình của mình hiểu về cái công việc mà mình đang làm nè. Thế là một cái sự kiện trong gia đình diễn ra, đó chính là BBB về về cái công việc của Mai Hậu đang làm cho mẹ này, cho bố này, cho những cái người mà chưa hiểu về mình đó. Thì sau đó là mẹ Mai Hậu có đăng một cái bài là gì, rất là tự hào về con gái của mẹ, bởi vì con của mẹ là như thế này như thế kia, kinh doanh không vốn nhưng mà lại rất là thành công. Và các anh chị biết không, Mai Hậu tuyển dụng và có được rất nhiều những cái bà con làm cùng mình. Đó là một cái sự mà thực sự đó là một cái sự PR rất là đỡ tốn chi phí marketing nhưng mà có niềm tin rất lớn, được không ạ? Có niềm tin rất lớn. Nên ở đây là gì, mình phải cho mọi người xung quanh mình hiểu được cái giá trị ở đây. Và chính khi người ta không hiểu được giá trị ở đây nên người ta có những lời khuyên, thì các anh chị cũng đừng có phải trách họ, mà cái điều đầu tiên là mình phải trách mình, bởi vì mình chưa làm cho người ta hiểu được. Đó. Nên là cái việc của mình là phải làm cho người ta hình dung, cho người ta hiểu được đó các anh chị, được không ạ? Ok. Đúng rồi, tại vì tâm lý của chúng ta là rất là sợ như vậy. Tâm lý chúng ta rất là sợ. Rồi, sợ thiếu kiến thức. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị đang sợ như vậy thì mình comment lên được không? Đang sợ cái điều đó comment lên các anh chị. Và nói thật với các anh chị là cái nỗi sợ đầu tiên khi mà Mai Hậu bước vào cái kinh doanh này, đó chính là sợ về kiến thức đó. Bản thân mình không có kiến thức gì về da cả, bản thân mình không có kiến thức gì về về sản phẩm, bản thân mình chẳng biết là gì, giống như kiểu là mình đang là một cái thế giới khác, là giáo viên mầm non, là suốt ngày bỉm sữa tã, và sau đó sang một cái kiến thức rất là mới, mình cảm thấy rất là bỡ ngỡ, mình cảm thấy thực sự rất là khó khăn đối với mình. Đó là cái mà thực sự chúng ta phải bước qua. Nhưng mà cái thiếu kiến thức ở đây đó chính là cái sự học của mình. Cái quan trọng là các anh chị phải tập trung vào các anh chị nghiên cứu. Thật ra để mà nghiên cứu về da, ngày xưa em bán về cái kiến thức về về làm đẹp, thì cái việc đầu tiên em đi làm không phải là em chỉ học về sản phẩm, về 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 sản phẩm em bán đâu. Giống như là cái mặt nạ thì em phải lên Google nè, em phải lên YouTube nè, em phải xem những cái người mà họ chuyên về da, họ nói về da như thế nào, bác sĩ nói về da ra sao, và xem rất nhiều những cái video, những cái khía cạnh khác nhau để mà tích lũy ra xem cái kiến thức nào là kiến thức đúng đắn nhất để mà mình biến thành cái kiến thức của mình. Và không phải là chỉ học từ cái người chuyên gia ở bên Hàn qua đào tạo cho mình về những kiến thức là xong đâu. Mình phải lên trên mạng mình search xem corticoid là gì, vi tạo biển là gì, phi kim là gì, laser là gì, nám là tại sao, rồi mụn là vấn đề như thế nào, và nghiên cứu rất là nhiều những cái tài liệu để mà học về da đó các anh chị. Và đây thì là gì, chúng ta cần phải nâng cấp cái kiến thức cho mình. Và em thấy rằng là thực sự cái kiến thức để mà chúng ta bán một cái sản phẩm nào đó nó thực sự là không quá khó, cái quan trọng là chúng ta có chịu nghiên cứu hay không. Bây giờ nếu như chúng ta muốn bán một cái sản phẩm, ví dụ như là trong kệ hàng của mình có cái sâm hòa tan đi, thì chúng ta chỉ cần học đúng 1 tiếng đồng hồ chúng ta hiểu hết được giá trị về sâm, được không ạ? Và chúng ta được những cái chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia bác sĩ, y sĩ đào tạo cho mình hết tất cả mọi kiến thức. Quan trọng là chúng ta có học hay không mới là quan trọng. Rồi, xong rồi là gì, chúng ta học về cái nét gô cũng đúng 1 tiếng đồng hồ là chúng ta học xong rồi. Thế thì tại sao chúng ta không học mà chúng ta lại để cho chúng ta có một cái nỗi sợ, nó chèn, nó ép lên chúng ta, nó làm cho chúng ta không đủ tự tin để chúng ta đi chia sẻ. Một cái điều mà khiến cho chúng ta không đủ tự tin để đi chia sẻ đó chính là sợ thiếu kiến thức này nè. Và nói thật với các anh chị, kiến thức và những cái kinh nghiệm á, nó là cái hành trình, mà những cái gì mà chúng ta trải qua nó sẽ là cho chúng ta bài học. Và ở đây thì chắc chắn rồi, cái việc mà học về giá trị sản phẩm hay là về những cái tài liệu sản phẩm thì chắc chắn là các anh chị phải học, không ai học thay các anh chị được. Nhưng mà còn để chúng ta nâng cấp kiến thức lên mỗi ngày á, là đó là cái sự va chạm. Có những cái câu hỏi ngày xưa khi mà Mai Hậu nghe về cái hoa hồng của công ty,
Thì Mai Hậu không biết nó là gì các anh chị, cho đến khi á, Mai Hậu đi va chạm và chia sẻ và trao cơ hội có thêm thu nhập cho người khác, thì lúc đấy á, là người ta hỏi Mai Hậu ơi cái này là gì, thì Mai Hậu bảo anh đợi em một tí để em vào em đi toilet xong em trả lời anh. Nhưng các anh chị biết thôi, em chạy vào toilet và em gọi cho anh Sơn, em hỏi anh ơi người ta hỏi cái này trả lời sao. Thì mình phải có sự va chạm, có những cái mà mình sẽ có thể không trả lời được lúc đó, nhưng mà mình note lại và mình có thể chấp nhận là mình mất cái khách hàng đó, nhưng mà mình note lại cái câu hỏi của họ để mình gia tăng kiến thức thôi, thì mình đã thành công rồi. À đúng không ạ? Mình chỉ cần phát triển được bản thân của mình thôi là mình thành công rồi. Người ta nói rằng là mình không nên so sánh mình với bất kỳ ai. À, đúng các anh chị, bởi vì mỗi người sẽ mỗi mối quan hệ khác nhau, địa vị xã hội khác nhau, sự phát triển khác nhau, và có những cái kiến thức khác nhau. Nên là gì ở đây á, chúng ta chỉ so sánh chúng ta với chúng ta ngày hôm qua thôi. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta tốt hơn ngày hôm qua đã là tốt rồi, và chúng ta phải tốt hơn mỗi ngày là đã tuyệt vời rồi. Chứ chúng ta đừng so sánh chúng ta với bất kỳ ai, bởi vì đó là cái sự sỉ nhục lớn nhất cho bản thân mình đó các anh chị. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta phải nhìn người khác để chúng ta có động lực chúng ta tốt lên, chúng ta nhìn đi lên để chúng ta đi lên, còn chúng ta nhìn xuống dưới để chúng ta tự an ủi bản thân mình, đúng không các anh chị? Nên là ở đây thì mình sẽ phải cần cố gắng và nỗ lực hơn mỗi ngày để mình tốt hơn thôi, được không? Còn kiến thức thì em chịu, em không học thay cho các anh chị được. Việc của các anh chị là phải học và tập trung. Nhưng mà có một cái điều rất là quan trọng, đó chính là cái sự trải nghiệm. Thật ra thì trong cuộc sống của chúng ta sẽ không thể nào có được kiến thức nhiều bằng cái việc mà chúng ta trải qua đâu các anh chị. Phải trải qua thì mới có kiến thức, mới có những cái sự trải nghiệm, mới có thể chiêm nghiệm được. Và thật ra thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, nếu ai mà đi cái con đường màu hồng quá thì đến khi mà gặp một cái cú sốc nào đó, những cái con người đó họ sẽ không có đủ họ sẽ không có đủ được cái sự dũng cảm để vượt qua đâu. Nhưng mà những cái người mà họ đúng đấu chọi với quá nhiều khó khăn rồi thì dù có khó khăn thêm nữa họ cũng thấy đó là cái chuyện rất là đơn giản, rất là bình thường để họ vượt qua. Thì ở đây chỉ có những cái con đường chông gai á, thì mới cho chúng ta nhiều giá trị và cho chúng ta rất nhiều những cái bài học. Việc ta là cứ vượt qua được tất cả mọi thứ nha các anh chị nhá, nha các anh chị nhá, được không ạ? Rồi tiếp theo thì là gì, là sợ sản phẩm kém chất lượng. Chính vì cái việc thiếu kiến thức này này nên nó dẫn đến là gì, chúng ta sợ rất nhiều thứ kèm theo, sợ sản phẩm kém chất lượng. Thì bây giờ bản thân chúng ta phải gia cố cho chúng ta một cái niềm tin thôi. Nói thật với các anh chị, là một cái người đi bán hàng sẽ không bao giờ bán được hàng khi mà chúng ta không có niềm tin vào sản phẩm. Có anh chị nào mình chưa có niềm tin vào sản phẩm mà mình đi bán được hàng không? Không đâu, chắc chắn là không đâu. Chúng ta là những người bán hàng không chỉ là vì lợi nhuận, mà chúng ta phải có một cái tâm nữa. Chúng ta thật ra thì cuộc đời này nó ngắn lắm các anh chị, sống có 60 năm cuộc đời thôi, mà bây giờ chúng ta đi lừa lọc chúng ta cũng chẳng giàu được, chúng ta cũng chẳng phát triển lên được. Nhưng mà nếu mà chúng ta bán hàng mà chúng ta có tâm, chúng ta là người mà có thể giúp đỡ cho người khác, chúng ta trao giá trị cho người khác, chúng ta sống một cái cuộc đời mà có đạo đức, mà có ý nghĩa, thì thực sự rất là tuyệt vời các anh chị. Nên là gì, ở đây các anh chị hãy kiêm nghiệm lại xem những cái sản phẩm mà mình đi kinh doanh, xem thử là như nào. Và Mai Hậu thì bắt đầu với Robby từ những cái ngày đầu, nên Mai Hậu rất là cảm thấy rất là tin tưởng vào chiến lược của công ty và cả cả những cái sản phẩm. Và bây giờ thay vì chúng ta tự đi tìm sản phẩm này kia kia nọ, thì thực ra thì có những cái bạn ở bên ekip công ty đã đi hỗ trợ cho chúng ta kiểm định về mặt chất lượng sản phẩm, và chính chúng ta cũng là những cái người sàng lọc sản phẩm luôn. Bây giờ các anh chị thấy là có những cái sản phẩm mà các anh chị cảm nhận nó không tốt, các anh chị chỉ cần comment lên là bên công ty họ sẽ hỗ trợ và họ sẽ support cho các anh chị hết mình để làm sao đó mình sẽ sàng lọc ra những cái sản phẩm chất lượng để mình kinh doanh, để mình phát triển, được không ạ? Và ở đây thì là gì, bên công ty thì có đội ngũ họ hỗ trợ về cái mặt chất lượng sản phẩm rất là kỹ, ví dụ như là kiểm tra định kỳ và xem thử giấy công bố chất lượng sản phẩm rồi tất cả mọi thứ. Và chắc chắn rồi, chúng ta không thể vì một cái sản phẩm kém chất lượng mà đánh đổi đi cái thương hiệu kinh doanh của chúng ta xây dựng hơn 4 năm rưỡi trời với rất nhiều công sức của nhiều người để chúng ta chỉ vì lợi nhuận. Và đây kinh doanh ở đây là không phải chỉ riêng về Robby đâu, mà chính những cái con người ở đây này, các anh chị đại lý và cộng tác viên ở đây là người quyết định
cái sự thành công của chúng ta hay không á, cái sự phát triển của công ty hay không á. Nên là cái sản phẩm mà nó kém chất lượng phát là chúng ta sẽ cảm thấy rất là buồn, rất là thất vọng, rồi chúng ta làm sao mà có thể phát triển cái kinh doanh này lên được nữa, đúng không? Nên là thực sự thì là gì, bản thân Mai Hậu rất là tự hào, bởi vì mình cũng là một trong những cái đại lý giống như các anh chị, và cũng đóng góp vào cái công cuộc xây dựng nên cái thương hiệu của công ty, và cũng giống như là lựa chọn những sản phẩm chất lượng để mà mình kinh doanh. Nên là gì, ở đây thì Mai Hậu tin tưởng tuyệt đối vào chiến lược lựa chọn sản phẩm của công ty, và các bạn bên ekip về về đưa sản phẩm lên kệ hàng thì các bạn làm ngày làm đêm, và thực sự thấy là các bạn nỗ lực hết mình, và có những cái người kiểm định chất lượng sản phẩm rất là kỹ để chúng ta luôn yên tâm và chúng ta làm việc. Nên là nếu như mà chúng ta chưa tin tưởng sản phẩm thì cứ trải nghiệm đi các anh chị, và trải nghiệm thì đừng đừng bao giờ đặt ra một số những cái câu hỏi như thế này. Có nhiều người nói với Mai Hậu là gì, chị muốn dùng sản phẩm xem có chất lượng hay không rồi chị bán. Có không ạ? Nếu anh chị có đang như thế thì comment em số 10 được không? Comment em số 10 không? Và chị phải xem thử là chị dùng nó như thế nào. Thật ra để mà mình đánh giá cái chất lượng sản phẩm á, không phải chỉ có đánh giá ở trên bản thân mình đâu, mà mình phải đánh giá ở một cái khía cạnh nó rất là rộng, để mà nó có thể là gì, nó có thể chuẩn nhất. Còn bây giờ nếu như mà gì, mà bây giờ thậm chí là có những cái người, ví dụ như họ họ đang có ý định là chăm sóc da, đúng không? Và em thì em chuyên về tư vấn về da đó, chị á, thì bị da dầu, và em hỗ trợ cho chị dùng sản phẩm rất là tốt. Sau khi á, chị dùng cái sản phẩm tốt rồi, chị quyết định là chị đi bán hàng, và chị đi chia sẻ, và chị có mối quan hệ, chị đăng bài lên là chị bán được rất rất nhiều rất nhiều. Nhưng mà có những cái người A, người B, người C cũng da dầu á, thì không sao. Nhưng bây giờ da khô á, thì bây giờ mình đưa cái sản phẩm da dầu á, làm sao nó phù hợp được các anh chị, đúng không ạ? Nên là gì, nên có những người họ sẽ còn lên chị ấy là tại sao da bạn dùng tốt như vậy nhưng mà lên da tôi không có đẹp, thì các anh chị xử lý như thế nào? Cái người mà đang chỉ là gì, đang chỉ trải nghiệm cái sản phẩm lên bản thân của mình đi kinh doanh á, thì Mai Hậu cho rằng đó là một cái người chỉ là bán hàng đơn thuần thôi, chứ không phải là cái người kinh doanh thực sự đâu các anh chị. Cái người kinh doanh thực sự á, họ phải như thế này này, họ phải thứ nhất là trải nghiệm sản phẩm thì rất là tuyệt vời để mà hiểu được giá trị, bởi vì khi mà chúng ta bán hàng, mà chúng ta bán cái câu chuyện của mình, bán cái kết quả của mình thì bán rất là dễ rồi, rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà chúng ta phải nghiên cứu cái sản phẩm đó thật là kỹ, mà nguồn gốc xuất xứ, công dụng, thành phần A, B, C, X, Y, Z, có những cái comment gì cho cái sản phẩm này chưa, feedback của những sản phẩm là gì, da gì dùng được, da gì không dùng được, và có những cái gì có thể xảy ra cho sản phẩm này, đối thủ cạnh tranh là ai. Chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ cái sản phẩm mà chúng ta kinh doanh. Rồi khi mà chúng ta đi gặp khách hàng á, khách hàng họ mua hàng, họ đặt ra những cái câu hỏi hay trường hợp nào, chúng ta đều có thể giải quyết được hết, và chúng ta đã có kiến thức ở trong đầu rồi, chúng ta đều có thể hình dung được. Nên là ở đây thì về phần sản phẩm á, thì em cũng có một lời khuyên chân thành là gì, các anh chị hãy hiểu về nó, nghiên cứu thật kỹ về nó, và hãy nghiên cứu theo khía cạnh của một người đi kinh doanh thực sự, chứ đừng chỉ là một cái người trải nghiệm xong rồi đi bán hàng, được không ạ? Các anh chị comment cho em là kinh doanh thực sự nha các anh chị, kinh doanh thực sự nha các anh chị, chứ đừng chỉ là một người bán hàng đơn thuần. Bởi vì bán hàng đơn thuần, bán được lè tè mấy đơn thôi, rồi phải đi xử lý rất là mệt, mà bán như vậy, bán hàng không có tâm. Chúng ta bán hàng có tâm là chúng ta phải có thể hiểu được sản phẩm đó mang lại cho khách hàng điều gì, giải quyết vấn đề gì, và có thể trả lời những cái câu hỏi mà khách hàng đặt ra để chúng ta giải quyết nó, thì lúc đó chúng ta mới có thể tạo ra được nhiều đơn, nhiều đơn, nhiều đơn và nhiều đơn nữa. Còn nếu không á, thì chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở một vài đơn lẻ mà thôi. Được không ạ? Một vài đơn lẻ mà thôi. Ok. Rồi. Thế nên là gì? Ở đây thì về chất lượng sản phẩm thì các anh chị nên nên vào, em có một cái có thể chỉ cho các anh chị được. Các anh chị vào những cái group về sản phẩm á, và các anh chị vào trong Zalo hay là Facebook gì đó. Các anh chị hãy nghiên cứu nó, và các anh chị có thể mở ra những cái file, ví dụ như file ảnh, file của những cái feedback của sản phẩm, và mình nghiên cứu xem người ta chia sẻ cái gì, những cái câu chuyện ở đây là gì, và mình có rất nhiều những cái keyword để mình có thể đi kinh doanh và mình bán thêm, được không? Và mình sẽ hiểu rất kỹ về sản phẩm đó như thế nào, và quan trọng là các anh chị phải học. Còn không học thì chịu, đúng không ạ? Rồi, sản phẩm không có thương hiệu
Bao nhiêu trong số các anh chị đang quan tâm cái chỗ này, comment giúp em đi. Có nhiều người hỏi em cái điều này lắm nè các anh chị. Có nhiều người hỏi em cái điều này lắm. Ok, các anh chị có nghe rõ không? Ok. Rồi. Rõ đúng không? Tại vì có người comment là không rõ. Ok. Chả thấy trên thị trường. Ok. Thật ra thì các anh chị thấy có rất nhiều những cái sản phẩm có thương hiệu ở trên thị trường. Nhưng á, nó được 1 2 năm rồi nó tắt ngủm luôn đúng không các anh chị? Là nó mất tích luôn. Nó không còn xuất hiện nữa. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị thấy điều đó, comment em số 1. Comment em số 1. Có một số những cái sản phẩm nó theo trend á các anh chị. Có nghĩa là người ta đập vào cái thương hiệu rất lớn, người ta có thể thuê ca sĩ, diễn viên nổi tiếng rồi này kia, PR rầm rộ luôn. Và Mai Hậu thấy có rất nhiều những cái boss mỹ phẩm rồi này nọ đó là chỉ 1 năm 2 năm thôi rồi các anh chị sẽ không bao giờ thấy cái thương hiệu đó diễn ra nữa. Chơi như vậy thì mình không có chơi. Nếu mà để mà đập cái thương hiệu vô PR này kia để mà lên 1 2 năm xong rồi chơi như vậy thì mình không có chơi các anh chị. À được không ạ? Rồi thêm nữa là gì, có những cái sản phẩm đầu tư rất nhiều vào cái mặt thương hiệu này kia, nhưng mà quan trọng ở đây á, cái quan trọng nhất chúng ta đều hướng đến đó chính là chất lượng sản phẩm thôi. Và cái mong muốn của em cũng là bán những cái sản phẩm chất lượng thôi, chứ còn có rất nhiều những cái sản phẩm có thương hiệu nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề thì cũng vậy thôi à. Rồi ở đây á, thì cái xu hướng và cái châm ngôn của chúng ta là tìm cái sản phẩm chất lượng mà chúng ta phát triển. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ ở sân chơi ở Việt Nam mà bây giờ các anh chị chọn mấy cái sản phẩm mà có thương hiệu á thì các anh chị phải nhập một cái số lượng hàng rất là lớn đúng không các anh chị, và các anh chị phải cạnh tranh với rất nhiều những cái người ở trên thị trường luôn, là người ta có thể giỏi livestream, người ta có thể giỏi này giỏi kia, người ta có thương hiệu riêng mà người ta bán được rất là giỏi, và các anh chị phải cạnh tranh về giá, cạnh tranh khách hàng, cạnh tranh rất là nhiều thứ, và các anh chị phải bắt đầu xây dựng lại. Ví dụ như bây giờ mình kinh doanh một cái nền tảng mà không bỏ vốn nhập hàng, không tồn kho, không gói gửi hàng thì các anh chị phải là gì, kiểm soát được rất là chặt chẽ về cái việc là gì, cái nguồn hàng của mình, để mà mọi người không có bị cạnh tranh về giá rồi là thị trường giống như nhau. Bây giờ khi mà những cái thương hiệu đó bây giờ kinh doanh theo cái kiểu là gì, theo cái kiểu là các anh chị phải phải cạnh tranh về giá thì các anh chị có chấp nhận được không? Có chấp nhận được không? Nếu mà comment có thì để em hỏi xem công ty có chiến lược trong thời gian tới không. Ok, em thì em không. Đấy, em muốn bán là một cái sản phẩm mà nó kiểu như là chúng ta rất là công bằng với nhau, không có sự cạnh tranh về giá như bây giờ. Nên là ở đây á, có rất nhiều những cái sản phẩm chất lượng nhưng mà người ta không có chơi chiến lược là đầu tư về cái mặt thương hiệu nhiều, mà người ta đầu tư vào cái chất lượng và chúng ta có thể phát triển, và chính chúng ta là những người có thể gây dựng ra thương hiệu. Nói thật với các anh chị á, cái Vili á, 2 năm trước, 3 năm trước không có ai ở Việt Nam biết nó là ai đâu. Cho đến khi là đến với Robby, nói thật là như vậy đó các anh chị. Và bây giờ Billy là một trong những cái sản phẩm mà các anh chị thấy đi đâu cũng biết đúng không? Nên là gì? Chúng ta sẽ có sân chơi rộng hơn để các anh chị có thể mở. Còn bây giờ chúng ta đi vào những cái sản phẩm mà nó đã có thương hiệu lâu đời rồi. Thế các anh chị mở kiểu gì? Các anh chị cạnh tranh kiểu gì với người khác? Nên ở đây á là gì? Không phải sản phẩm có thương hiệu mà để chúng ta có thể phát triển được mạnh mẽ đâu. Chúng ta sẽ chọn những sản phẩm có chất lượng và chính chúng ta là những cái người có thể gây dựng nên những cái thương hiệu, để rồi chúng ta có một cái sân chơi nó rộng hơn, nó rộng mở hơn để các anh chị có thể phát triển hơn. Tất nhiên để mà gây dựng thương hiệu thì cần quá trình và nó cũng sẽ có những cái đôi chút khó khăn, nhưng mà chắc chắn các anh chị sẽ có thể là vượt qua được hết, bởi vì các anh chị có đồng hành với Robby, các anh chị có đồng hành cùng chúng ta và các anh chị không làm một mình. Đúng không ạ? Nên là gì? Ở đây thì chúng ta tập trung vào cái chất lượng sản phẩm nó mới là quan trọng. Được không? Ok, có những cái sản phẩm á, cách đây chục năm không ai biết nó là gì hết. Phải có con người tạo nên thì nó mới là thương hiệu. Và chúng ta cũng như vậy thôi các anh chị, chính chúng ta là những cái người tạo nên thương hiệu cho chúng ta kinh doanh và phát triển ở đây. Ok, và một cái mà thực sự Mai Hậu cảm thấy rất là vui vì chúng ta không bị cạnh tranh về giá, hay là không bị cạnh tranh hoặc là tranh giành khách hàng với nhau trên thị trường.
mà chúng ta sẽ có thể tự tìm khách hàng và chúng ta có thể kinh doanh, chúng ta có thể bán, đúng không ạ? Rồi thêm nữa là có những cái câu hỏi như là đăng bài không ai hỏi nè, đúng không? Có anh chị nào như vậy không? Đăng bài không ai hỏi, đăng bài không ai mua, đúng không ạ? Nhiều nhiều cái lắm các anh chị. Thật ra thì ở đây sẽ có rất nhiều, và cái quan trọng là gì? Chúng ta cần phải làm thì chúng ta mới có kết quả được. Còn nếu mà chúng ta không làm thì em chịu, sẽ không có kết quả được đâu. Đăng bài ở đây á, thì chúng ta cũng phải cần phải có quá trình. Chúng ta hãy học cách đăng bài như thế nào cho nó hiệu quả. Và cái bài mà các chị nên học đó chính là tối ưu đơn hàng bằng thương hiệu cá nhân trên social. Chúng ta đăng bài vào cái khung giờ nào? Có anh chị nhớ không? Có anh chị nhớ không? Đăng bài vào khung giờ nào? Đúng không ạ? Và ở đây á, thì nhớ cho Mai Hậu là gì? Chúng ta cần thời gian để chứng minh năng lực. Cũng giống như khách hàng cần thời gian để họ tin mình. Đúng không ạ? Họ tin mình. Bây giờ nếu như mà em làm mầm non thì cách đây 4, 5 năm về trước, đi đâu người ta cũng chỉ biết em là giáo viên mầm non thôi, và người ta hỏi là Mai Hậu ơi em dạy ở đâu, chứ người ta sẽ không nói là em kinh doanh ở đâu, tại vì người ta có biết em kinh doanh đâu. Cho đến khi là em đăng bài, em chia sẻ về giá trị, em đăng bài em bán hàng thì người ta mới biết à bây giờ Mai Hậu bán thêm hàng. Nhưng mà phải từ từ xem con bé này nó có thành công hay không này, từ từ xem á con bé này nó có kiên nhẫn hay không này. Mình thấy con bé này đăng bài cũng hay rồi đó, ngày một đó thấy nó đăng bài thấy hấp dẫn, ngày hai thấy cũng hấp dẫn, ngày ba cũng hấp dẫn, nhưng mà phải follow nó xem thử là nó đăng cái gì trong thời gian tới và nó có thành công hay không. Chứ không bây giờ mình ra quyết định mua có khi sợ mai mốt nó thất bại hay là nó không có thành công mà mình mua thì mất công, đúng không ạ? Nên là gì, khách hàng họ cũng phải họ họ mua hàng, bây giờ mua hàng thông minh phải phải có quá trình, phải cho họ đủ niềm tin họ mới có quyết định. Có những người follow Mai Hậu 3 năm mới trở thành cái người kinh doanh cùng Mai Hậu, có người follow Mai Hậu hơn 1 năm mới trở thành khách hàng của mình, mới nói em ơi bán cho chị cái chống nắng đi, bởi vì sao, 1 năm trước chị nhìn thấy em đăng bài bây giờ chị vẫn nhìn thấy em đăng thì có nghĩa là em vẫn thành công. Còn 1 năm trước chị nhìn thấy em đăng bài nhưng em chỉ đăng được có 5 ngày rồi em nghỉ là chị biết là em thất bại rồi. Nên là gì, cái quan trọng mà chúng ta cần và hướng đến là chính là cái kết quả, và cái kết quả là cái chứng minh cho cái năng lực của mình. Bây giờ chúng ta cứ chia sẻ, chúng ta cứ phát triển, và chúng ta sẽ chấp nhận với cái tỷ lệ còn lại á, là chúng ta cứ làm đều thôi. Đăng bài á, thật ra thì cũng nếu mà có người hỏi thì tốt, không có người hỏi thì cũng không sao cả các anh chị, bởi vì đâu phải ai người ta cũng hỏi các anh chị ngay và liền đâu. Em có những cái bài spot em thấy em rất là follow cái người bán hàng đó, nhưng mà em không có comment để em hỏi, bởi vì em phải xem thử tương lai cái người đó sẽ đăng như thế nào và còn có cái gì giá trị để cho em học hay không đó, chứ không phải là người ta sẽ có quyết định liền, đúng không? Giống như các anh chị cũng vậy, đúng không? Nếu mà đúng thì comment là đúng nhá, được không ạ? Ok, nếu mà đúng thì comment là đúng nhá. Rồi, ở đây có anh chị nào mình không biết chọn sản phẩm nào để bán không? Comment luôn. Tại vì trong cái hệ sàn của sàn thương mại điện tử của chúng ta có rất nhiều những cái sản phẩm mà chúng ta không biết là chúng ta chọn sản phẩm nào để bán, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì cái điều đầu tiên mà Mai Hậu khuyến khích các anh chị là liên hệ với cái người hướng dẫn của mình á, để mà được định vị ra một số những cái sản phẩm mà các anh chị sẽ chọn làm phễu đó đó. Các anh chị phải chọn được những cái sản phẩm làm phễu, và nhớ là giai đoạn đầu chúng ta, thật ra thì để mà bắt đầu cho cái hoạt động kinh doanh của Robby á, em cũng bắt đầu từ đôi ba sản phẩm thôi chứ không phải là quá nhiều đâu. Và bây giờ nếu mà chúng ta nhồi vào trong đầu chúng ta quá nhiều sản phẩm thì chúng ta sẽ bị loạn mất, nên phải có chiến lược. Chúng ta đi từ sản phẩm phễu đến giữa phễu và cuối phễu. Chúng ta hãy chọn những cái sản phẩm theo thế mạnh của chúng ta. Có bốn cái ý mà em muốn các chị hướng đến để lựa chọn sản phẩm này. Cái thứ nhất là gì? Thế mạnh của mình là gì? Mình phải biết mình là ai và thế mạnh của mình ở đâu. Có một chị nói với em là chị rất thích về lĩnh vực về làm đẹp và chị nghĩ là chị bán về sản phẩm về làm đẹp. Nhưng chị lại là một người nội trợ. Và định vị của chị ấy mấy chục năm nay là ở nhà làm nội trợ và nhận 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 lương từ ông xã của mình, và xung quanh bạn bè và hàng xóm bà con ai cũng biết chị ấy là người nội trợ. Và chị ấy không có một làn da đẹp nên chị ấy muốn là có một làn da đẹp, và chị ấy kinh doanh cái sản phẩm về làm đẹp.
theo các anh chị nó có phù hợp trong giai đoạn hiện tại để chị ấy lựa chọn sản phẩm không? Thật ra nếu mà chị ấy giải quyết được vấn đề của chị ấy rất tuyệt vời, 1 tháng 2 tháng sau chị ấy đi bán sản phẩm đó, trời ơi, người ta mua liền à. Bởi vì sao? Người ta thấy da của chị ấy đẹp rồi, chất lượng rồi, không cần phải chia sẻ nhiều đâu, chị dùng cái gì dạo này da đẹp, thế là chị ấy đã bán được hàng rồi các anh chị. Nhưng mà hiện tại thì chưa, hiện tại thế mạnh của chị ấy là nội trợ, là bếp núc, lấy đâu ra một cái kinh nghiệm để mà có thể làm về mỹ phẩm bây giờ, trong khi những cái người xung quanh của chị ấy là văn phòng, là nhà nước, là những cái người mà họ có kinh nghiệm làm đẹp nhiều hơn. Thế thì bây giờ chị ấy nói ai tin khi mà chị ấy bắt đầu với vai trò là mỹ phẩm đây? Thay vì như vậy, nếu thế mạnh của chị ấy là nội trợ thì bán cái gì? Bán nồi chiên không dầu đúng chưa? Bán sữa bỉm tả đúng chưa? Đó là chăm sóc gia đình phải không? Đó là những cái sản phẩm về sức khỏe cho gia đình đúng không? Thậm chí là gì? Chị ấy bán luôn cả tăng cường sinh lực cũng được nữa. Nhưng nó không phải là làm đẹp ở hiện hiện tại đó. Tại vì thứ nhất chị ấy chưa đẹp. Cái thứ hai là chị ấy chưa có tập trung vào thế mạnh của chị ấy. À, bây giờ ví dụ như nội trợ thì ai nấu ăn hơn chị đó? Ai dọn dẹp nhà cửa hơn chị đó? Bán pu cờ lé đúng không? Bán mấy cái nước rửa chén, bán đồ gia dụng. Ai bán hơn? Cứ mỗi ngày chị ấy nấu một cái món ăn chụp với cái nồi chiên không dầu. Hôm nay tôi làm bằng da ua bằng nồi chiên không dầu, xịn chưa mọi người? Hôm nay tôi đang nấu một cái món gà quay bốc khói, tôi chờ chồng tôi về ăn. Chụp đúng, đăng lên đúng 11, 12 giờ trưa. Thế nào người ta cũng thèm. Là thực sự là rất nhiều người xung quanh chị ấy, họ là dân văn phòng này kia, làm gì có thời gian để nấu ăn. Bây giờ tôi không có nhiều thời gian, tôi chăm sóc cho gia đình con gái của tôi, nhưng mà tôi chỉ cần đúng 15 phút là tôi đã nướng xong một cái món như thế này để hỗ trợ cho chồng con tôi về. À, mặc dù là chồng tôi chỉ có 30 phút về ăn cơm thôi, nhưng mà anh ấy cứ về với tôi. Thì ai mà cãi được đúng không anh chị? Thế có phải đó là thế mạnh không? Nên là mình phải xem thế mạnh của mình là gì, đúng không ạ? Rồi mình chọn. Cái thứ hai là sở thích của mình là gì. À, nhiều khi á, mình phải làm những cái điều mà mình không thích để có được những cái điều mà mình thích. Giống như là gì? Giống như là bây giờ em muốn bán một cái nồi chiên không dầu, nhưng mà cái khách hàng đó em tư vấn hoài á, chị ấy bảo là chị ấy chưa có đủ kinh tế để mua cái nồi chiên không dầu, mặc dù chị ấy rất thích. Nhưng xong rồi em phát hiện ra là chị đó có con đang biếng ăn và chậm lớn còi xương. Chị ấy có thể chưa bỏ tiền ra mua một lúc ngay cái nồi chiên không dầu 5 triệu 2. Nhưng mà em phải làm cho chị ấy gia tăng cái niềm tin của cái sản phẩm của em, đó chính là gì? Em giúp cho con chị ấy giải quyết được vấn đề biếng ăn chậm lớn còi xương. Thì có phải khi mà mình bán hàng được, khách hàng họ sử dụng sản phẩm của mình chất lượng rồi, họ tin tưởng mình rồi, thì sau đó mình tư vấn cái sản phẩm gì cũng dễ hơn không? Đúng không các anh chị? Bao nhiêu trong số tất cả các chị trải qua cái cảm giác đó rồi? Có nghĩa là mình tư vấn cho khách hàng và khách hàng họ cảm thấy rất là thích mình, họ đã tin tưởng cái sản phẩm mà mình bán. Thậm chí chúng ta là người đi mua hàng, chúng ta rất là tin tưởng cái sản phẩm mà cái người bán hàng cho chúng ta rồi, thì có phải lần sau khi mà chúng ta có những cái quyết định mua hàng nó dễ dãi hơn không? À, đúng không các anh chị? Nếu đúng comment là đúng nha, còn nếu sai comment là sai. Được không ạ? Ok, thế thì sao các anh chị? Ok, rồi, được không ạ? Thế thì bây giờ á, là chúng ta sẽ có thể có những cái chiến lược. Ví dụ như chúng ta thích cái nồi chiên không dầu, nhưng mà chúng ta sẽ có thể tiếp cận với khách hàng bằng một số những cái sản phẩm nó dễ bán, giống như là sản phẩm phễu vậy đó. Thì các anh chị có thể định vị cho mình những cái sản phẩm phễu dễ bán đâu đó dưới 1 triệu, 1 triệu gì đó, để các anh chị kinh doanh và các anh chị tiếp cận khách hàng, để các anh chị ra doanh số. À, rồi tiếp theo là mình sẽ có nguyên tắc tập trung vào một số những cái sản phẩm mình định vị, và chọn ra đâu đó khoảng tầm dưới 5 sản phẩm để mình định vị giai đoạn đầu thôi, đừng có chọn quá nhiều các anh chị bị loạn. Và cái cuối cùng đó chính là gì? Ngày hôm nay em muốn các anh chị sẽ có thể viết ra một cái danh sách đâu đó khoảng tầm 20 người. 20 người mình cứ nhắm mắt và mình viết đi, để mình định vị xem cái nhu cầu của khách hàng xung quanh mình là gì. Người ta có nhu cầu cho con người ta không? Người ta có nhu cầu về làm đẹp không? Người ta có nhu cầu về sức khỏe không? Người ta có nhu cầu về gia dụng không? Thì các anh chị sẽ có thể lên 4 cái lại. Thứ nhất là thế mạnh của bản thân. Cái thứ hai là sở thích. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là nhu cầu của bản thân và những cái người xung quanh mình.
để mà các anh chị có thể định vị cái sản phẩm mà cho nó phù hợp để mà mình có thể kinh doanh và phát triển trong thời gian tới. Và mình phải có nguyên tắc tập trung nha các anh chị nhé. Rồi, thế thì có một số những cái vấn đề mà chúng ta giải quyết với nhau nãy giờ. Không biết là các anh chị có hình dung được cụ thể những gì mà Mai Hội đã chia sẻ cho các anh chị không? Và các anh chị có hiểu những gì mà Mai Hội nói không? Được không ạ? Nhưng cốt lõi lại các anh chị, thì tất cả những cái điều này á, nó sẽ không có cái nỗi sợ nào lớn hơn và nỗi sợ không có tiền đâu. Nên là gì, chúng ta cứ làm đi. Bây giờ tưởng tượng á, bán 1 triệu là có được 450 rồi đúng không? Hoa hồng 45%, bán 10 triệu là chúng ta có 4 triệu rưỡi rồi. Thế bây giờ mục tiêu của chúng ta là phải gì? Đặt ra cái mục tiêu để chúng ta kinh doanh, để chúng ta có thu nhập, và chúng ta phải chấp nhận với cái tỷ lệ là sẽ có những cái người từ chối và những cái người mua hàng của mình. Không biết các anh chị nhìn vào cái hình ảnh này thì các anh chị thấy điều gì? Ok, các anh chị nhìn thấy vào cái hình ảnh này thì các anh chị thấy cái điều gì ạ? Các anh chị thấy điều gì? Ok, anh chị nào nãy giờ học xong mệt không? Ok, rồi chiều nay là chiều, hôm nay là chủ nhật đúng không? Rồi, ok, để em dừng lại em xem thử các anh chị có còn ngồi đó không, hay là có anh chị nào buổi chiều nhưng mà mình đang trong một cái giấc ngủ rất là ngon với những gì mà Mai Hậu chia sẻ hay không? Đúng không ạ? Em rất sợ em sẽ là lời ru em dịu ngọt ngào của các anh chị. Ok, nếu mà chúng ta vẫn đang có thể bật camera được thì chúng ta hãy bật camera lên được không ạ? Và nếu như mà chúng ta đi ngủ rồi thì comment là đi ngủ rồi. Ok, được không? Ai đi ngủ thì comment đi ngủ. Rồi. Rồi, ok. Rồi, thế thì bây giờ này, các anh chị nhìn vào cái bức hình này, các anh chị cảm nhận được điều gì? Các anh chị nhìn vào cái bức hình này, các anh chị cảm nhận được điều gì? Các anh chị, chúng ta còn nội dung nhá, chưa đi ngủ đâu các anh chị. Chúng ta còn nhá. Ok, rồi. Các anh chị nhìn vào cái này, các anh chị cảm nhận được điều gì? Các anh chị viết cái cảm nhận của các anh chị. Muốn cưới vợ ghê hả? Ôi, bây giờ mà thực sự là cưới vợ á, thì đang quen ai mà từ phụ nữ mà từ 18 đến 24 á, thì còn cưới được. Chứ mà từ 24 tuổi trở lên á, thì chúng ta phải thực sự là phải có sự nghiệp, phải có nhiều thứ. Chứ không, phụ nữ mà từ 24 tuổi đổ lên là đủ thông minh hơn rồi. Nghe các anh chị nha, mình cố gắng làm sao đó để mình xây dựng sự nghiệp, để mà mình có thể là lo lắng cho người phụ nữ mà mình cưới đúng không? Cặp nhẫn cưới đúng không các anh chị? Thật ra cái cặp nhẫn cưới này á thì nó thể hiện cho gia đình đúng không? Và ở đây khi mà chúng ta có thể gây dựng được một gia đình á, thì cái cốt lõi của chúng ta là gì các anh chị? Để mà các anh chị xây dựng cái gia đình của các anh chị nó thực sự tốt đẹp, nó thực sự hạnh phúc á, thì các anh chị cần cái điều gì? Các anh chị cần cái điều gì? Cần cái điều gì? Sự cam kết hả? Kiên nhẫn. Wow, kiên nhẫn hả? Tiền. Rồi, đồng vợ đồng chồng, có tiền. Đúng không ạ? Ok, rất là nhiều đúng không? Còn anh chị nào có ý kiến khác không? Tin tưởng thực sự là như vậy các anh chị. Chúng ta sẽ, thật ra thì một lần mất tin á, là vạn lần mất tính. Trong gia đình của chúng ta, để mà chúng ta có thể hạnh phúc được, chúng ta có thể phát triển được, chúng ta có thể đồng vợ đồng chồng được, chúng ta có thể cùng nhau gây dựng được, thì nó cũng đến từ cái niềm tin thôi. Nếu mà một lần mất tin là vạn lần mất tính. Nên là ở đây là gì, trong kinh doanh cũng vậy các anh chị. Để mà chúng ta có thể phát triển được á, thì chúng ta cũng phải đi từ cái niềm tin. Trong gia đình á, thì chúng ta phải tin tưởng nhau thì chúng ta mới hạnh phúc được. Còn trong kinh doanh á, thì chúng ta phải tin tưởng thì chúng ta mới thành công được. Được không các anh chị? Được không ạ? Và ở đây thì là gì? Chúng ta xem thử xem chúng ta đã đủ niềm tin chưa? Chúng ta xem thử xem chúng ta đã đủ niềm tin chưa các anh chị? Và ở đây chúng ta phải đủ niềm tin thì chúng ta mới có thể phát triển được. Nhiều khi chúng ta đi kinh doanh á, mà chúng ta đặt ra một câu hỏi và Mai Hậu nhận được. Mai Hậu nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi như thế này. Mai Hậu ơi, chị có làm được không? Anh có làm được không em? Đúng không? Có ai đang đặt ra những cái câu hỏi như vậy không? Nếu có thì comment cho em là có được không ạ? Nếu có thì comment là có được không ạ? Ok. Ai đang trong trạng thái như vậy?
không biết là mình có làm được hay không, không biết là mình có nên làm không, không biết là mình sẽ ra sao như thế nào. Thật ra thì khi mà chúng ta đi kinh doanh á, chúng ta cũng sẽ không biết là chúng ta đi về đâu đâu các anh chị. Có ai chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành công 100% đâu, đúng không ạ? À, và chúng ta khi mà kết hôn cũng vậy, chúng ta có chắc chắn với nhau là chúng ta hạnh phúc đến cuối đời không? Đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng, cùng nhau có thể là tin tưởng nhau để có thể là phát triển gia đình, và chúng ta cũng có thể là đặt cho mình một cái niềm tin để mình sẽ có thể hạnh phúc trong tương lai thôi. Chứ còn á, cái cuộc đời của chúng ta là do ông trời sắp đặt hết, chúng ta không biết là mọi thứ sẽ diễn ra trong tương lai ta như thế nào được đâu các anh chị. Không ai đoán được tương lai ta ra sao hết các anh chị, tại vì mọi thứ đến với thế giới của chúng ta đều được sắp đặt hết rồi. À, và ở đây thì trong kinh doanh nó cũng vậy, nhiều khi các anh chị đặt ra câu hỏi là Mai Hậu ơi anh có làm được không, à, chị có làm được không, em không trả lời thay các anh chị được câu hỏi đó đâu, mà chính các anh chị là cái người phải trả lời câu hỏi đó. Mình có tin vào bản thân mình làm được hay không, mình có tin vào chính mình hay không, hay là mình lại trao cái niềm tin của mình cho một cái người khác và người ta nói không thì mình lại mất niềm tin, mà người ta nói có thì mình lại tin nhiều hơn, được không ạ? Được không ạ? Nên là ở đây á, chúng ta không vì một lời nói của ai mà chúng ta quyết định cái cuộc sống của chúng ta hay tương lai của chúng ta được, mà quan trọng nó nằm ở các anh chị. Mình có tin hay không là do mình, tất cả mọi thứ đều do mình hết các anh chị. À, và không ai có thể là thay chúng ta được hết. Nên ở đây á, chúng ta phải cần có một cái niềm tin nó thực sự đủ lớn. Đầu tiên nó chính là ở bản thân. Bây giờ khi mà các anh chị đi ra ngoài đường, các anh chị bảo tôi bán cái sản phẩm về sức khỏe, tôi bán về detox, tôi bán là cái sản phẩm này nó giải quyết được cái vấn đề của tôi. À, rồi thậm chí là gì, à, nhiều khách hàng họ đặt ra những cái câu hỏi là anh ơi anh có tin sản phẩm của anh không. Mình trả lời sao đây các anh chị, mình trả lời là gì? Tôi cũng không biết nữa. Ngay cả tôi còn chưa tin sản phẩm của tôi bán thì tôi không biết là tôi phải trả lời anh thế nào. Hoặc là thậm chí có nhiều người bảo anh ơi em thấy là anh có một cái công việc làm thêm á, không biết là anh có giúp em thành công được không. À thì các anh chị trả lời sao ạ? À? Các anh chị trả lời là gì? Các anh chị là anh còn mông lung với 9 năm thì làm sao anh biết được tương lai của em thế nào. Đúng không ạ? À? Nên là ở đây á thì cái niềm tin á nó rất là quan trọng trong cái hoạt động kinh doanh của mình, và cái để mà chúng ta có thể gây dựng nên cái sự thành công của chúng ta thì chúng ta phải định vị được tương lai của chúng ta như thế nào, và chúng ta phải có một cái niềm tin rất là mãnh liệt vào bản thân mình. Và nhớ là niệm chú cho em là tôi làm được, chắc chắn là tôi sẽ làm được, và cứ như vậy và làm thôi, còn khó khăn đó thì chúng ta phải đối diện với nó. À, được không các anh chị? Và ở đây là gì, à, nếu như ai đó hỏi Mai Hậu là Mai Hậu ơi, à, em có, à, anh thấy là có một cái công việc làm thêm đó, thì à, em có thể giúp anh thành công được không, thì em sẽ trả lời rằng là chắc chắn là em sẽ làm hết mình, nhưng thành công hay không á là nó đến từ anh nữa, được không ạ? À? Và em tin là nếu như anh tin là anh làm được thì anh sẽ làm được. Thế khi mà mình có thể khẳng định được điều đó thì nó sẽ khác với cái việc là anh ơi em không biết nữa. Ok nha các anh chị nhé. Nên là gì, hãy tự tin là mình sẽ làm được thì mình sẽ làm được thôi, còn chẳng có ai quyết định thay các anh chị được hết. Nên bây giờ bản thân mình tin mình chưa, mình gia cố cho mình cái niềm tin đi các anh chị, là mình sẽ có thể làm được và mình tin là mình làm được. Và chắc chắn rồi, Mai Hậu cũng không nghĩ là Mai Hậu có ngày hôm nay đâu, bởi vì mình làm sao biết mình có tương lai như thế nào, và mình chỉ có làm và mình tin rằng là mình sẽ làm được, và mình cứ làm thôi, và còn khó khăn thì mình cứ đối diện và mình giải quyết nó. À, được không ạ? À? Còn ngày hôm nay mình đã thực sự tin vào công ty chưa? Mình comment giúp em xem mình tin vào công ty chưa các anh chị. À, mình tin vào công ty chưa? Đầu tiên đó là mình phải nón vào trong đầu của mình là mình làm được, tôi tin là tôi làm được và tôi sẽ chắc chắn làm được. Khó khăn thì chắc chắn là tôi sẽ đối diện và giải quyết nó, được không? Thì đó chính là lý do mà tại vì sao mà ngày hôm trước em có gặp anh Michael ở bên công ty á, anh có hỏi là tại sao cách đây hơn 4 năm rưỡi khi mà công ty chưa có thương hiệu gì mà em vẫn làm với công ty vậy Mai Hậu? Thì em trả lời rằng là em có một cái niềm tin, và đầu tiên em tin vào bản thân em. Em
Thực ra thì em cứ làm thôi, và cứ khó khăn để em giải quyết nó, và em cứ đinh ninh là em làm được thì em sẽ làm được. Ha? Nên là mình cứ hành động và mình cứ làm, và những cái việc mà mình tin tưởng là được không ạ? Công ty, các anh chị tin chưa nào? Các anh chị tin vào công ty chưa? Hay là mình đang 70%, 50%, 40% hay bao nhiêu phần trăm các anh chị? Thật ra cái niềm tin nó được gia cố từ những cái kiến thức mà mình có. Cái niềm tin về công ty hay là về sản phẩm thì nó đều gia cố từ những cái kiến thức mà mình có các anh chị. Có nghĩa rằng là nếu như mà mình tin tưởng công ty thì chắc chắn là mình phải là người hiểu về công ty. Mình đã hiểu về chiến lược của công ty chưa? Mình đã nắm được sứ mệnh của công ty chưa? Tầm nhìn của công ty. Ví dụ như bây giờ lý do tại sao chúng ta phải đóng thuế này kia các kiểu đúng không? Thì các anh chị sẽ cần phải hiểu về nó, đúng không? Mai Hậu thì rất là tự hào là mình là một cái thành viên mà đóng thuế hàng tháng trời. Và mình cảm thấy là mình có được sự bảo lãnh của nhà nước. Mình cảm thấy là mình rất là tuyệt vời, mình thể hiện được cái vai trò của một cái người công dân. Và mình rất là yêu nước. Ông xã của Mai Hậu á, thì có một cái công ty riêng. Và Mai Hậu có đặt một câu hỏi là: anh ơi, tại sao anh không lắp chỗ này lắp chỗ kia? Thế thì có lắp được đúng không? Mà sao anh không lắp? Anh bảo rằng là thật ra nếu như mà đi xin hóa đơn ở chỗ này chỗ nọ á thì cũng được, nhưng mà anh cũng phải trả phí cho họ. Thế thì thay vì anh phải trả phí những cái khoản phí mà nó vô bổ như thế thì anh đóng thuế cho nhà nước, thì anh cảm thấy anh là một công nhân tốt và anh tự hào về cái việc mà anh đóng thuế, nên anh không cần phải lắp này lắp kia đâu em. Xong rồi Mai Hậu: à thế hả? Ra thì khi mà mình trở thành một cái người công dân mà mình đóng thuế, mình xây dựng cho nhà nước, mình cùng nhau phát triển thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây mình cảm thấy mình đang rất là tuyệt vời khi mình được đóng thuế không? Mình được đóng thuế không? Và em cảm thấy rất là tự hào bởi vì mình có một cái công việc mà có sự bảo trợ của nhà nước, có sự bảo lãnh của nhà nước, có sự công khai minh bạch rõ ràng về những cái con số. Được không ạ? Chứ còn chúng ta mà kinh doanh với một cái công ty mà thực ra thì những cái chuyện đó, tài chính rồi này kia nó mập mờ, các anh chị có sẵn sàng để các anh chị hợp tác với họ hay không, đúng không? Rồi các anh chị cảm thấy mọi thứ nó mập mờ như vậy thì các anh chị có sẵn sàng để các anh chị gắn bó hay không? Hoặc cái công ty mà nó mọi thứ nó mập mờ về thuế má này kia thì các anh chị có cảm thấy là mình có sẵn lòng để đi về lâu về dài, hoặc là mình phải đặt ra một câu hỏi là cái công ty này nó đi về đâu? Bao nhiêu công ty ở trên thị trường dù nó to cỡ nào á mà nó lắp thuế thì nó cũng bị công an bắt hết rồi các anh chị. Nên là ở đây á, mình khi mà mình kinh doanh mình được đóng thuế thì mình cảm thấy rất là tự hào về điều đó, và em cũng mong là mình được đóng thuế dài dài, mình được phát triển dài dài, và mình được đóng thuế nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt đúng không? Thì càng nhiều thuế thì có nghĩa là thu nhập chúng ta càng ngày càng cao. Đúng không ạ? Ok, rồi nếu mà mình tự hào thì mình comment giúp em là tự hào nhé. Có anh chị nó khó chịu về việc đóng thuế không? Comment lên luôn. Để có gì lỡ đâu công an, nhà nước đồ này nọ người ta thấy như vậy. Người ta thấy bảo rất là khó chịu. Người ta xem xét lại. Đúng không ạ? Đó là chế độ của nhà nước rồi. Chúng ta không thay đổi được. Đúng không ạ? Ok. Rồi về sản phẩm thì nói chung là hồi nãy em cũng có phân tích về sản phẩm rồi đó. Các anh chị phải hình dung là mình phải thực sự nghiên cứu sản phẩm thật kỹ, mình phải nghiên cứu là một cái người đi kinh doanh thực sự chứ không phải là một người bán hàng đơn thuần. Và hãy tập trung vào một số những cái sản phẩm cốt lõi, những cái sản phẩm phễu ở giai đoạn đầu để mình hiểu rõ về nó thì mình mới có niềm tin nhiều hơn. Còn nếu mà mình chưa hiểu mà mình cứ lan man nhiều sản phẩm sau mà mình cứ trải nghiệm trên chính bản thân của mình không thì không được. Nha các anh chị nhé. Nên là nó sẽ trọn vẹn một số những cái mà Mai Hậu muốn nói trong ngày hôm nay, và có một số những cái tâm lý mà Mai Hậu cũng muốn nhắc nhở các anh chị. Ok, đó chính là mong cầu quá lớn. Ở đây thì không có cái kinh doanh nào mà gọi là trải đầy hoa hồng, mà gọi là chúng ta sẽ thành công ngay và luôn được. Thật ra thì chúng ta phải có quá trình thôi các anh chị. Nói chung là phải có quá trình làm ăn mà. Bây giờ chúng ta vào thì chúng ta phải có một cái khoảng thời gian. Bây giờ ví dụ như cái chị kia, em có một con em chồng á, là cách đây 2 năm em bảo nó đăng bài để bán đi. Thế xong nó đăng một cái bài xong từ trưa đến tối cái nó không thấy ai hỏi hết, mà chỉ có người xin nó cho cái sản phẩm đó xài thôi. Cái nó về nó nói: dâu ơi,
À, Phụng không hợp với việc bán hàng online rồi. Phụng đăng bài không có ai mua hết, Phụng buồn quá. À đó, bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mình mới đăng còn bài à. Xong rồi mình mong có nhiều like, có nhiều comment, có nhiều người hỏi. À, mình có tâm lý đó, mình comment số 1 đi, giống em chồng của Mai Hậu ngày xưa và cũng giống Mai Hậu ngày xưa luôn, chứ không phải là chỉ là bây giờ đâu các anh chị. Bây giờ mình trải qua kinh nghiệm, mình biết là mình xử lý rồi. Không, không nên như vậy đâu các anh chị ơi. Bởi vì á các anh chị cũng cần thời gian để tin tưởng cái người bán hàng cho các anh chị, và cái người bán hàng cho các anh chị họ cũng cần thời gian để họ chứng minh cái năng lực để các anh chị tin. Nên bây giờ cái việc bán hàng nó không phải là ngày một ngày hai, mà nó là cả một quá trình, được không ạ? À? Giống như là đi học đại học vậy đó. Đi học đại học thì nó 3 năm, bây giờ em chỉ cần các anh chị 3 tháng thôi. Các anh chị có đặt ra cho em một cái sự cam kết rằng là gì? Mình sẽ cố gắng nỗ lực làm đúng đủ đều liên tục trong vòng 3 tháng được không? Và mình tự cho mình một cái khoảng thời gian 3 tháng để mình hành động mạnh mẽ được không? À, được không các anh chị? Nếu được thì comment là được, và comment cái chữ cam kết nha. Còn nếu mà không á thì em bó tay, vì không ai có thể giúp các anh chị thành công được ngoài chính mình đâu các anh chị, được không ạ? À? Nên là chính mình cũng phải cam kết với mình, chính mình cũng phải cho mình một cái khoảng thời gian, chính mình phải cho khách hàng một cái khoảng thời gian để họ tin mình. Bây giờ á là tháng đầu tiên là cái tháng mà chúng ta sẽ duy trì cái phong độ để chúng ta gì, và chúng ta vừa học sản phẩm, chúng ta vừa đăng bài, chúng ta vừa có thể phát triển đúng đủ đều. À, chúng ta làm cho nó đúng đủ đều, và chúng ta sẽ liên tục hành động trong vòng 3 tháng như vậy. Không chỉ dừng ở cái việc học mà chúng ta còn hành động, chúng ta còn chia sẻ, chúng ta còn đăng bài, chúng ta phải mở mồm ra, được không ạ? À? Còn nếu như mà 3 tháng này mà chúng ta không đăng bài, chúng ta không mở miệng ra để chúng ta chia sẻ, hoặc là chúng ta không có sự hành động mãnh liệt, chúng ta làm kiểu nắng mưa thất thường á, thì thực ra thì các anh chị cũng đừng mong cầu làm gì. Bởi vì chúng ta đang kiểu như là mong cầu một cái điều gì đó mà không xứng đáng. À, khi mà chúng ta nỗ lực hết mình, chúng ta nhận được cái kết quả, và chúng ta cảm thấy là nó xứng đáng với những gì chúng ta bỏ ra, nó khác với cái việc mà chúng ta bỏ ra một ít công sức thôi, xong rồi chúng ta nhận được quá nhiều. Và xong rồi chúng ta bỏ ra có một ít, chúng ta nhận được quá nhiều, chúng ta tự mãn. Chúng ta sẽ có những cái tính cách xấu đúng không? Nên là ở đây, cái gì nó xứng đáng với những gì mà chúng ta bỏ ra thì chúng ta cảm thấy rất tự hào về điều đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cho nhau một cái khoảng thời gian là 3 tháng, cho khách hàng của các anh chị 3 tháng để tin các anh chị, và thậm chí có thể nhiều hơn, được không? Giống như Mai Hậu thì không phải 3 tháng mà 4 năm rưỡi rồi, để mà gây dựng nó, để mà xây dựng cái thương hiệu của Mai Hậu. Hoặc là các anh chị mới thì em cũng chỉ cần như thế thôi. Rồi á là cái ngày đầu tiên các chị đăng bài, không cần người ta phải comment đâu, người ta đang để ý các anh chị đó. Ví dụ như em đăng cái nét gâu lên là ngày hôm nay có một cái sản phẩm này hay quá, con của Mai Hậu là trộm vía là nó mới uống mà nó thích cái sản phẩm này, vị nó ngon mà xưa giờ tìm biết bao nhiêu sản phẩm bổ sung cho trẻ em ăn ngon mà nó không chịu uống. Thế thì mình đã cũng có thể truyền đạt được rồi. Cái thứ hai là ngày mai á, ngày mai lại thì tự nhiên em bé hàng xóm qua nhà chơi, xong rồi dùng cái sản phẩm này thấy thích quá, mẹ bảo mẹ hàng xóm nhờ đặt cho một hộp. Thế xong rồi có kết quả. Ngày thứ ba là Mai Hậu lại tiếp tục chia sẻ là trời ơi trộm vía mới ngày thứ ba thôi, con nhà Mai Hậu ăn ngon hơn rồi kìa mọi người, chụp một cái hình con của Mai Hậu bê tô cơm, xúc miếng cơm ăn. Thế thì ngày số 1, ngày số 2 và ngày số 3, cái người đó người ta chưa comment nhưng mà người ta nhìn thấy wow, quái lạ, sao mà Mai Hậu có sản phẩm hay thế? À, sao mà con nhà Mai Hậu nhìn ăn ngon chưa kìa, nhìn thích chưa kìa, sản phẩm này có thật không nhỉ? Đó, Mai Hậu chỉ cần thế thôi. Ngày thứ tư tiếp tục là gì? Trời ơi, hôm nay thì anh ta ăn luôn một tô phở như thế này, mọi người thấy kinh khủng khiếp không? Mình còn không ăn được một tô phở vậy. À, xong rồi ngày số 4 tiếp tục là gì? Ngày số 4 là con chị hàng xóm cũng ăn ngon rồi mọi người ơi. Mai Hậu cảm thấy rất là vui vì hạnh phúc vì có thể cho cả con của chị hàng xóm cũng ăn ngon giống như vậy. Từ nay Mai Hậu hết stress, Mai Hậu hết căng thẳng mệt mỏi vì con ăn rồi. Mừng quá. Đó, thế thì ngày số 1, ngày số 2,
cái chị kia chị thấy là wow, sao Mai Hậu có sản phẩm hay vậy ta, mình thực sự mình phải kiên nhẫn thêm một thời gian nữa xem con bé này còn có nhiều kết quả không. Thế ngày số 20, ngày số 30 mình tiếp tục mình đăng, mình chia sẻ những cái giá trị mà mình làm được. Thì lúc đó là cái chị đó chị mới bảo Mai Hậu ơi, chị theo dõi em 20 ngày trời, chị thấy là em chia sẻ hay quá mà sản phẩm em chất lượng quá, đó là gì, bán cho chị một hộp đi, không cần các chị phải tư vấn thêm. Nên là gì, bây giờ chúng ta cần phải có quá trình để gây dựng niềm tin, và chúng ta cũng đừng mong cầu qua một cái bài post, mà chúng ta phải xây dựng quá trình. Bán hàng là cả quá trình đấy các anh chị. Và ngày lúc mà Mai Hổ mới bắt đầu kinh doanh, Mai Hổ hỏi chị ơi, cái chị mà bỏ son môi cho Mai Hổ, lúc đó là Mai Hổ sinh viên thì chỉ có tiền nhập 5 cây son thôi. Thế Mai Hậu thấy chị rất là thành công, như một cái boss mà Mai Hậu ngưỡng mộ tại thời điểm đó. Mai Hậu hỏi chị ơi, chị làm sao mà chị thành công thế? Thì chị nói với Mai Hậu một câu là kinh doanh online em phải kiên trì em ạ. À. Thế thì Mai Hậu cũng kiên trì, Mai Hậu đăng bài một tuần, xong rồi không có ai hỏi gì hết, rồi Mai Hậu cũng đi chào người này người kia, nhưng mà không có ai hỏi, không có ai đồng ý mua hàng. Sau Mai Hậu nói là mình đã kiên trì một tuần rồi mà tại sao mình chưa có kết quả. Và sau đó Mai Hậu không bán son nữa, mà Mai Hậu lấy 5 cây son mà Mai Hậu xài luôn. Và sau khi mà đi kinh doanh Robby rồi thì mới biết là à, thực ra nó không phải chỉ là một tuần đâu, nó là một quá trình, nó có thể là 3 tháng, một tháng, nó có thể là một năm, thậm chí là nhiều năm. Và chúng ta cứ càng làm và chúng ta cứ càng tin tưởng thì chúng ta sẽ càng tạo ra kết quả nha các anh chị nhé. Còn ở đây có một cái yếu tố, đó chính là gì, nhiều người á là học rồi, nhiều người học rồi, biết rồi, công thức cũng nắm rồi. Rồi, cũng cảm thấy là cũng muốn kiếm tiền rồi, cũng mong muốn thành công lắm. Nhưng mà sao á, cứ vẫn cứ lười thôi. Có anh chị nào đang thế không? Nhiều khi á, cái động lực kiếm tiền á, ví dụ như là mình biết là mình thức dậy vào 5 giờ sáng thì nó sẽ giúp cho mình thành công nó nhiều hơn á. Mình sẽ có nhiều kiến thức hơn á, mình sẽ có nhiều những cái giá trị bài học hơn á. Nhưng mà mãi rồi mình không thể vượt qua được cái chiếc chăn ấm êm của mình được. Được không? Mình 5 phút nữa thôi. Có anh chị nào giống thế không? Thôi mà 5 giờ kém 10 mình rất là ý thức luôn. 5 giờ kém 15 mình đã cài báo thức rồi, nhưng mình tự nhủ với bản thân mình là 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa thôi nha. 5 phút thôi mà. Thế là 5 giờ 15 không vào Zoom được. Xong rồi cái tuyệt vọng đấy. Mình đã cài báo thức 5 giờ kém rồi nhưng mà 5 giờ 15 không vào được. Xong rồi bảo tại sao cái chương trình này nó không mở ra cho mình, 5 giờ 15 mình vẫn vào được. Xong rồi chắc ban tổ chức là tại sao mà khóa Zoom. Có không ạ? À? Có chứ. Hồi xưa Mai Hậu vậy á, mà nói thật với các anh chị, cái chương trình 5 giờ sáng là Mai Hậu bị ép để mà tham gia chứ không phải là Mai Hậu muốn đâu. Mai Hậu nói với anh Sơn là anh ơi, anh có thể tổ chức vào cái khoảng thời gian khác không? Tại vì em có thể thức khuya bao nhiêu cũng được, nhưng mà ngủ dậy sớm 5 giờ chắc là em không làm được đâu. Và sau khi đó thì cái hôm đầu tiên 5 giờ kém á, là nguyên cái nhóm mà đại lý đang làm với nhau á, thì là chưa thấy Mai Hậu xuất hiện là gọi rôm rã, gọi người này người kia, gọi sao mà Mai Hậu chưa có, là bắt đầu là phải mở Zoom vào. Bởi vì sao? Bởi vì mình là cái người phải đứng ra để mà tổ chức chương trình, thế là mình phải dậy. Xong rồi dậy được ngày số 1, ngày số 2, xong nó uể oải kiểu gì đó, trời ơi, thực sự là chị muốn ngủ thôi. Và những cái ngày đầu chị nói là anh ơi, anh đổi ngày đi, anh đổi giờ đi, giờ nào cũng được nhưng đừng là 5 giờ sáng. Và cuối cùng sau khoảng tầm 10 ngày á, thì mình mở cái cánh cửa ra, mình hít thở không khí trong lành, mình thấy trời ơi, nó tuyệt vời quá. Sao mà buổi sáng á, mình nhận được rất nhiều giá trị quá và mình làm được quá trời việc luôn. Thay vì á, những cái ngày kia mình cứ tập trung, mình làm, rồi mình thức dậy vào lúc 7 giờ, rồi mình đi chợ, mình nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, xong rồi mình làm việc bù đầu từ sáng đến tối, nhưng mà nó vẫn ấy. Nhưng mà khi mà mình thức dậy vào 5 giờ sáng, tất cả mọi cái công việc của mình nó giải quyết một cách rất là nhẹ nhàng. 5 giờ sáng xong á, chương trình xong là đi chợ, xong rồi nấu ăn, xong rồi còn có những cái bữa sáng rất là êm, gia đình tự nhiên hạnh phúc ấm êm hơn.
tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời của mình nó tốt đẹp hơn, nó thay đổi. Và thật ra thì chúng ta sẽ có những cái mà chúng ta sẽ thực ra thì chúng ta phải chiến thắng bản thân mình, mà đôi khi chúng ta không nên nuông chiều bản thân của chúng ta nhiều quá, mà chúng ta phải đưa vào kỷ luật. Nói thật với các anh chị là bao nhiêu năm mà em từ nhỏ đến lớn là em suốt ngày ngủ nướng thôi cho đến khi làm rugby thì là gì, là thay đổi, là thay đổi được bản thân, thức dậy sớm hơn, mình tốt hơn và mình năng lượng hơn mỗi ngày, mình có sức khỏe hơn, mình rèn luyện thể dục thể thao. Nên là ở đây thì thực sự em rất là cảm ơn cái chương trình 5 giờ sáng, nó thay đổi cho em rất nhiều. Và thật ra thì nếu mà lười thì chúng ta phải biến chúng ta trở thành những cái người mà phải gọi là nguyên tắc hơn một tí. Chúng ta rèn giữa chúng ta, và chắc chắn không có ai rèn giữa các anh chị thay các anh chị được. Và chúng ta phải rất là vui vì chúng ta có một cái chương trình 5 giờ sáng mà nó giúp cho chúng ta thay đổi cái việc lười biếng nó đi rất nhiều. Và khi mà chúng ta vào một cái chương trình mà nó có quá nhiều năng lượng, nó giúp cho chúng ta nhiều năng lượng, thì chắc chắn là nó sẽ duy trì cái năng lượng của các anh chị lên mỗi ngày và phát triển hơn thôi. Nên là ở đây á, chính chúng ta, nếu mà chúng ta không tự kiến tạo cho chúng ta một cái môi trường để chúng ta rèn luyện mình, thì Rocky đã có môi trường 50 em để có thể phục vụ và rèn luyện cho các anh chị, để thay đổi các anh chị. Và các anh chị chỉ cần phát triển và các anh chị tham gia là các anh chị sẽ có rất nhiều kiến thức. Và em tin rằng nếu như mà chúng ta tham gia 5 giờ sáng một khoảng tầm từ 10 ngày đến một tháng, các anh chị sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Giống như kiểu là khi mà mình mới bắt đầu thì mình giống như một con nai tơ vậy, nhưng mà đến khi mà mình ấy rồi, mình sẽ trở thành một cái người gọi là giống như kiểu sư tử, mình rất là mạnh mẽ và mình rất là hoành tráng kiểu như vậy, và kiến thức của mình đầy mình. Tại vì 50 em là cái chương trình mà hỗ trợ cho các anh chị rất nhiều những kiến thức. Mà bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây mình tham gia 50 em, và mình đang tham gia 50 em và mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó. Mình cảm thấy có một cái chương trình nó rất là giá trị. Comment giúp em nè. Và mình cảm thấy là năng lượng của mình đi lên. Và thực tế là gì, Mai Hậu có thể khẳng định với các anh chị một điều như thế này này. Có rất nhiều người thành công tại Robby, và cũng có rất nhiều người không thành công tại Robby. Không có môi trường nào mà có thể thành công hết được. Nhưng Mai Hậu chắc chắn một điều, những cái người mà tham gia 50 em là những cái người có cơ hội thành công nhiều hơn những cái người không tham gia. Được không ạ? Và Mai Hậu cảm thấy rất là vui vì điều đó. Và mà Mai Hậu cũng là một trong những cái người phát triển hơn ở cái chỗ đó. Nên là anh chị nào chưa biết 50 em là gì, liên hệ cái người hướng dẫn của mình để tham gia. Và ở đây thì có một cái điều mà thực sự Mai Hậu cảm thấy rằng là mình luôn luôn cần có ở trong bản thân mình. Và bản thân Mai Hậu vẫn phải luôn luôn có, mặc dù là thật ra bây giờ mới có hai mấy tuổi đầu thôi, nhưng mà Mai Hậu cũng có thể gọi là một cái người mà trải qua cũng khá là nhiều những cái gian truân vất vả. Nhà của Mai Hậu thì từ bé đến lớn là nhà nghèo, không phải nhà giàu. Mai Hậu đi học có là phải đi từ bé là phải đi bộ 3 km để đến trường mầm non, xong rồi đi học cấp 2 á, thì phải đi bộ đường rừng để mà đi học. Và mọi người đều nghĩ Mai Hậu là người dân tộc Tày, bởi vì trong một cái làng dân tộc Tày thì chỉ có một mình nhà Mai Hậu là người Kinh thôi. Và nói thật với các anh chị là Mai Hậu biết nói tiếng Tày từ năm lớp 1 đến năm lớp 5, và bây giờ vẫn biết nói tiếng Tày luôn các anh chị. Là các anh chị biết như nào, là mình học sinh vùng sâu vùng xa, đi học là phải đi đường rừng và phải mang 2 bộ đồ để đi học. Và buổi sáng thì các anh chị biết là Mai Hậu ở Đắk Lắk thì cà phê ấy, nên là buổi sáng mình phải cứ phải cột cái áo mưa lại để mà mình che mưa che sương để mình đi, chứ không có trời mưa cũng phải mặc áo mưa. Để đi đến nơi rồi á, thì mình chọn một cái hố cà phê nào đó nó rộng một tí, xong rồi mình thay một cái bộ đồ đẹp vào, rồi mình đến trường để mà mình học. Nhà Mai Hậu là có 6 anh chị em, và ai cũng phải trải qua cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà trải qua những cái khó khăn á, thì Mai Hậu thấy rằng là trong cái bản thân mình có một cái động lực rất là lớn để mình vượt nghèo, mình vượt khó. Và mình cần phải nỗ lực nhiều hơn và mình hành động nhiều hơn để mình vượt qua. Và sau đó mình cố gắng thôi. Và Mai Hậu cảm thấy là mình rất là biết ơn cái khoảng thời gian mà gia đình của mình rất là khó khăn. Và đến bây giờ thì trộm vía là cả gia đình đó là 6 anh chị em ai cũng thành công hết. Và Mai Hậu là con út. Và bây giờ thì mình cảm thấy là mình rất là tự hào vì mình làm rugby và mình tự do thời gian, không gian và cả tài chính nữa. Nhưng mà cũng giúp cho mình có được cái cuộc sống nó tốt hơn so với bây giờ, và nó chủ động hơn về mặt thời gian. Thì em cũng mong rằng là các anh chị mình phải nỗ lực, mình kiên trì và mình làm đúng đủ đều, và mình cố gắng nỗ lực lên mỗi ngày một tí một tí. Hôm nay mình tốt hơn là ngày hôm qua là ok rồi, ngày mai mình phải tốt hơn ngày hôm nay nữa, thì là càng ngày càng phải tốt hơn nữa nha các anh chị nhé. Ok, thì
Không biết là cái bài học ngày hôm nay á, cái sự chia sẻ của Mai Hậu ngày hôm nay á, nó có mang lại cái ý nghĩa gì cho các anh chị không, và có các anh chị có cảm nhận được gì không? Và em cũng mong rằng là cái sự chia sẻ của em ngày hôm nay có thể giúp cho các anh chị mình hình dung được những cái giá trị ở rugby và cái sự thay đổi của bản thân để chúng ta có thể phát triển và tốt hơn mỗi ngày. Ok nha các anh chị nhé. Và chắc là sẽ nhường mic cho MC trong cái chương trình ngày hôm nay để có thể giao lưu với các anh chị thêm, hoặc các anh chị có câu hỏi thì các anh chị đặt ra câu hỏi ha. Ok. Cảm ơn các anh chị đã đồng hành với em xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ đúng không? 2 tiếng. Xin được cảm ơn mentor 7 sao Mai Hậu. Rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy buổi hôm nay chúng ta học được nhiều không ạ? Nam hôm nay là lúc được lên sân khấu cùng cùng mentor 7 sao, đâm ra là vui quá quên không nhắc các anh chị là sổ bút để ghi chép. Đó, đúng không? Không biết anh chị có ghi chép được nhiều không ạ? Thì bản thân cá nhân Nam thì hôm nay đúng là thấy mentor 7 sao của chúng ta, chủ tịch hội đồng đại lý của chúng ta đúng là một bác sĩ đa khoa phải không ạ? Hôm nay đã giúp chúng ta chữa rất nhiều bệnh. Đó. Thì bản thân Nam thì hôm nay mình cũng thấy rõ hơn là cái nỗi sợ của mình, đó là đi sâu vào tất trên tất cả, đó là mình hành động vì nỗi sợ là sợ không có tiền, đúng không ạ? Anh chị có thấy đúng vậy không ạ? Đó. Rồi là thứ hai nữa là bệnh Nam cũng rất thích và ấn tượng là ghi chép, đó là cái cửa hàng online của mình nó chính là nằm ở trong mồm của mình, đúng không ạ? Chúng ta hàng ngày mà chúng ta không mở được miệng ra, không mở được mồm ra, có nghĩa là chúng ta đang đóng cửa hàng online lại, đúng không ạ? Và cái ấn tượng thứ ba của Nam đó là mình không thể biết ai là người có tiền hay là không có tiền, mà mình chủ quan là mình không giới thiệu, đúng không ạ? Mà chúng ta hãy cứ giới thiệu đi, như như mentor Mai Hậu có nói là chúng ta cứ giới thiệu đi, còn việc mua hay không lại là của họ. Và Nam nhớ lại đó là khi khi mà mình giới thiệu cho một đại lý cám bên mảng chăn nuôi của mình có giới thiệu bốn cái loại robot, và mình lúc đầu mình chỉ nghĩ họ lấy cái loại 24 triệu 9 thôi, nhưng xong cuối cùng không nghĩ là khách hàng đấy họ lại mua cái là 32 triệu 9. Thì đấy là nên là cái cơ hội hôm nay cũng là cơ hội mà Nam được nhìn nhận lại một số cái kết quả nho nhỏ của bản thân mình đó. Thì nên là anh chị cứ cứ tiếp tục mở mở cái cửa hàng online của mình liên tục đi, đúng không ạ? Đó, nhiều câu trả lời. Và hôm nay Nam cũng nhớ lại cái câu mà sếp cũ của mình có chia sẻ, đó là nhiều câu trả lời không sẽ đưa chúng ta tới cái câu trả lời có, đúng không ạ? Thì như Mai Hậu có chia phân tích với chúng ta trên cái bếp 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 Kuchen đấy, đúng không ạ? 5 triệu ba mình đừng nghĩ là khó bán, nhưng mà chúng ta chia sẻ cái giá trị của sản phẩm của chúng ta thì cái câu trả lời có nó sẽ đến mà thôi, đúng không ạ? Thì một cái khía cạnh nữa mà chúng ta thấy hôm nay là mentor 7 sao chúng ta giúp chúng ta cả về những cái bệnh khác, đúng không ạ? Nhiều cái nỗi sợ bệnh khác đó. Về thậm chí là về về cả cái bệnh bệnh lười nữa đấy. Mình đối với Nam, Nam vào vào BCA Nam sướng nhất là được tham dự cái chương trình 50 em, và bây giờ mình không những có mục tiêu trong công việc kinh doanh của cá nhân mình, mà mình còn có mục tiêu cho không những công mục tiêu ở Dropy, mà mình đã giúp mình lên cả cái mục tiêu trong cái công việc thú y hàng ngày nữa. Đó là cái điều tuyệt vời mà BCA cũng như Dropy đã giúp bản thân Nam được được hoàn thiện hơn. Thì không biết là sau buổi hôm nay thì các anh chị có đã sẵn sàng hôm nào không đạt mục tiêu thì ăn mì tôm như là mentor Mai Hậu của chúng ta chưa ạ? Thì sau hôm nay thì Nam cũng rõ hơn là vì sao vừa rồi là mentor Mai Hậu của chúng ta nghén lại thích ăn mì tôm, bởi vì trước đây là cứ những ngày nào không đạt thì ăn mì tôm rồi, phải không ạ? Nam sẽ dành thêm 5-10 phút để xem anh chị nào có đặt câu hỏi cho mentor của chúng ta để rõ thêm cái nội dung của buổi ngày hôm nay không ạ? Các anh chị đặt câu hỏi thì các anh chị có thể giơ tay để Hot sẽ hỗ trợ các anh chị đặt câu hỏi. Xin mời anh Hoài Vũ ạ. Nhờ anh Lê Dũng xe để anh Hoài Hoài Vũ có thể đặt câu hỏi. Vâng, xin mời anh Hoài Vũ nhé. Hello, xin chào các anh chị, xin chào Mai Hậu à. Có nghe rõ mình nói không? Rõ anh.
Mình có một câu hỏi đơn giản thôi. Mình cũng tâm đắc gì mình cũng học lúc khách sạn nói. Tôi càng xin Chắc là anh Hoài Vũ này bị ao ra ngoài rồi. Trong lúc chờ đợi thì xin mời anh em đặt câu hỏi tiếp theo ạ. Hoặc là anh chị có thể nhắn lên khung chat để tắt tiếng ạ. Anh chị nghe rõ không? Anh Dũng, anh nghe rõ không anh Dũng nhỉ? Rõ anh Nam ạ. À, có anh Đại Lý Tân Hiệp, anh nghe không rõ người A. Nghe rõ. Vâng. Anh chị có muốn đặt câu hỏi thì nghe rõ thôi. Ủa mà thôi đi. Quên. À, anh ơi, anh bật mic lên đi anh. Hình như là không anh em, anh chị nào đặt câu hỏi gì nữa không? Phải không ạ? Chị nói. Nghe tiếng, nghe rõ. Rồi. Anh Tân Hiệp nghe rõ rồi phải. Có anh chị nào đặt câu hỏi thì giơ tay ạ. Vâng, nếu anh chị nào không anh chị nào đặt câu hỏi thì một lần nữa thì xin được thay mặt 454 anh chị em còn lại trong buổi ngày hôm nay với anh Hoài Vũ, nếu có đặt bạn Đặng Oanh ạ. Đại lý Oanh Đặng. À, xin mời anh Lê Dũng say hello cho đại lý Oanh Đặng ạ. Yeah. À, xin mời hot anh Lê Dũng share hot cho đại lý Oanh Đặng được câu hỏi ạ. Sao? Dạ em có, dạ em chào ứng ạ. Vâng. Tụi em mời tụi em mưa hơi to em nổi muốn giòn ấy. Có chị em có gửi có hồi rồi đến cũng trả cơ à. Rồi rồi. Dạ. Chị gửi câu hỏi. Chị gọi tôi gửi câu hỏi trên khung chat thì em muốn học lại có được không và học ở đâu. Không biết là câu hỏi chị Tố Thị Huệ đang muốn đặt câu hỏi là em muốn học lại có được không và học ở đâu, thì không biết ý của chị Huệ đây là học lại chương trình gì và học nội dung gì ạ? Cái file này thì có record các chị, nên là mình có thể học lại nếu mà mình muốn học cái nội dung này. À, được không ạ? Rồi. Anh ơi, còn một cái câu hỏi của chị Oanh á, thì chị ấy bảo là chị đang muốn tuyển cộng tác viên nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thì xin phép chị là cái nội dung nó không nằm trong cái chương trình này, nhưng em chỉ có một cái lời khuyên cho chị thôi, đó chính là chị liên hệ cái người hướng dẫn của mình để mà mình được học những cái chương trình huấn luyện. À, và có thể là tạo dựng cơ hội, hoặc là mình có thể chia sẻ cái công việc làm thêm này cho người khác khi mà mình tham gia vào những cái đội nhóm của mình nhé, đúng không ạ? Mình có chương trình đào tạo huấn luyện hết. Còn cái file này thì mình sẽ cái file này thì mình sẽ record lại rồi, đúng không? Mình đang record này, và tí nữa thì xong chương trình thì ban tổ chức sẽ có thể gửi cho những cái anh chị mentor, thì các anh chị có thể là xin